Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 16. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy logic của cái tên cường đạo mã song long này có hơi buồn cười, xe bình dân thì không xứng đáng chạy sao? Nhìn thấy siêu xe thì phải nhường đường. Không nhường đường chính là trái pháp luật. Tề Đẳng Nhàn nắm cổ áo của mã song long, một tay ấn ông ta lên logo ở đuôi xe của mình, cười lạnh nói, nhìn cho rõ xem đây là chữ gì. Chấm 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 chấm. Mã song long cảm thấy hai mắt mình có hơi mơ màng, sau khi thấy rõ mới nói, hy tần, phi thùng. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp tát một cái lên mặt ông ta, mắng phê tần, tiếng nước ngoài không đủ tiêu chuẩn thì có thể quay ngược lại học từ năm lớp 3 lại một lần, đồ ngu ngốc nhà ông. Mã song long hung hăng ngẩn ra, chiếc xe này là phê tần. Volkswagen phê tần. Phê tần có thể nói là dòng siêu xe điệu thấp nhất trong hệ liệt. Đặc biệt là ở khoản ngoại hình gần như là không có gì khác nhau so với Passat cả. Chiếc xe này của tôi trị giá hơn 230 vạn, thừa sức mua được hai chiếc BMW X5 kia của ông. Theo lý của lão tử mà nói, con BMW rách kia của ông dám đâm vào đuôi xe của lão tử. Ông cảm thấy bản thân mình là cái thứ gì? Lão tử lái phê tần, ông cũng dám tới đâm lão tử. Tề Đẳng Nhàn một tay nắm cổ áo của mã song long. Một tay khác giơ lên bạch bạch và thêm hai cái vào mặt ông ta. Dương Quan Quan ở một bên đứng nghe thì cảm thấy buồn cười, đây là Tề Đẳng Nhàn cầm nguyên si mấy lời vừa rồi của mã song long trả ngược trở về sao. Cũng chỉ là một con BMW, ai cho ông tự tin đấy. Tề Đẳng Nhàn giơ tay lại tát thêm một cái xuống. Mã song long vị vả tới nỗi mặt sưng đỏ lên, hơn nữa còn biết được xe phê tần của Tề Đẳng Nhàn quý gấp đôi so với con BMW này của ông ta thì lòng dạ lập tức bị áp lực đè đầu cưỡi cổ. Hai idol mạng cũng bị dọa run lên bần bật, không dám hé răng nói thêm câu nào. Hóa ra người này không phải tên nghèo túng gì mà là một người giàu có điệu thấp mà thôi, đi một chiếc xe phê tần điệu thấp của Maybach cực kỳ hiếm thấy trên thị trường. Tề Đẳng Nhàn tiện tay quẳng mã song long lên trên nắp động cơ của xe BMW. Lạnh lùng nói, bồi thường tiền, phí sửa chữa 20 vạn, thiếu một đồng hôm nay tôi phế ông. Mã song long run rẩy nói, mày dám đánh tao, dám bắt nạt tao như vậy. Mày có biết tao là ai hay không? Tao mẹ nó. Không phải ông chính là phó tổng của nền tảng phát sóng trực tiếp răng nanh đấy sao? Có cái gì hay mà nói mãi thế? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Thế ông có biết tôi là ai hay không? Hôm nay nếu số tiền này ông không trả được. Tôi khiến ông sẽ không thể nào tiếp tục nhìn thấy được ánh trăng ở thành phố Trung Hải này nữa, ông có tin hay không? Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn bá đạo như vậy, trong lúc nhất thời mã song long cảm thấy đau chứng, nói không nên lời. Hai idol mạng kia cũng đều ôm chặt lấy nhau, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí kia của Tề Đẳng Nhàn. Mã song long cắn răng nói, được, tao bồi thường, nhưng tao cũng sẽ nhớ kỹ chuyện xảy ra với mày ngày hôm nay. Còn cả Dương Quan Quan nữa. Cô cẩn thận đấy cho tôi. Nói xong lời này, mã song long rút từ trong ngực ra một tờ chi phiếu, bá bá viết ở trên mặt con số 20 vạn rồi ký tên mình xuống, đưa cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, nhận chi phiếu rồi cười lạnh nói, tôi ngược lại muốn nhìn thử xem ông có thể làm gì được Dương Quan Quan. Tôi chờ đợi trò hay của ông. Tề Đẳng Nhàn cũng lười phải dây dưa thêm với loại người như này, quay đầu nhìn Dương Quan Quan. Dương Quan Quan gật gật đầu, kéo mở cửa bước lên xe. Tề Đẳng Nhàn cũng lên xe, đạp xuống chân ga nghênh ngang rời đi. Mẹ kiếp! Sau khi người đi rồi, mã song long mới hung tợn chửi bậy một tiếng, cực kỳ khó chịu. Mã Tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ, có cần báo cảnh sát hay không? Một idol mạng run rẩy hỏi. Báo con mẹ cô ấy mà báo, tên nhãi kia rõ ràng là địa đầu xà ở Trung Hải, chúng ta báo án cũng không có tác dụng. Mã song long cả giận nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Một idol mạng khác hỏi, cũng không thể trắng trợn nhìn cục tức này xuống như vậy được. Mã song long cười lạnh một tiếng, nói tôi sẽ để nền tảng chèn ép con tiện nhân Dương Quan Quan kia, dám không cho tôi mặt mũi như vậy, còn tìm đàn ông tới đánh tôi. Tôi phải khiến cô ta đẹp mặt mới được. Nói xong lời này, mã song long hung hăng nhổ một ngụm nước bọt ra, mắng, lái phê tần thì ghê gớm lắm sao? Đồ chó chết. Ông ta hồn nhiên quên mất rằng lúc vừa mới lái BMW đâm phải đuôi xe phê tần của Tề Đẳng Nhàn thì bản thân mình ưu việt tới mức nào. Tề Đẳng Nhàn lái xe mang theo Dương Quan Quan trực tiếp quay về Tiên Lai Capital,
vội vàng một ngày trời, hai người cũng đã thấm mệt. Cô không lo lắng cái tên Mã Tổng kia ở bên nền tảng gây phiền phức cho cô sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Gây phiền toái gì cho tôi cơ? Tôi lại chẳng làm ra chuyện gì khác người, ông ta còn có thể làm gì được tôi? Dương Quan Quan không phục nói. Có đôi khi muốn chỉnh người không cần phải dựa vào lý do, để ý phòng Livestream của cô một chút đi. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan thở dài bĩu môi, có chút u oán nói, cùng lắm thì về sau không Livestream nữa thôi, thanh thản ổn định làm tốt công việc hiện tại cũng được mà. Tề Đẳng Nhàn cười cười không nói thêm gì nữa, trở về văn phòng của mình. Hắn mơ màng nằm trên sofa, chờ tới khi tan tầm thì cảm giác có người mang chăn vào đắp cho mình, lập tức duỗi tay ôm chặt người ta vào trong lòng. Công việc hôm nay thuận lợi không? Người tới tự nhiên chỉ có thể là Lý Vân Uyển, cô ta quan tâm hỏi. Cũng không tệ lắm, thuyết phục được Vương Vạn Kim rồi. Nhưng hoàng gia bên kia không nghe theo lời khuyên của tôi, phỏng chừng muốn nhận phải tổn thất cực lớn. Tề Đẳng Nhàn nhắm mắt cười cười, ôm thân thể mềm mại trong ngực chặt hơn. Hôm nay Lý Vân Uyển thoa nước hoa mùi Chanel số 5, mùi cực kỳ tốt. Nói chuyện chốc lát, Tề Đẳng Nhàn lại hỏi, hôm nay cũng có phim điện ảnh mới chiếu, lại xem suất chiếu đêm. Xem em gái anh mà xem, mỗi ngày đều thức đêm anh có thấy mệt không hả? Lý Vân Uyển trực tiếp từ chối. Vậy đêm nay trực tiếp tới nhà tôi đi. Tề Đẳng Nhàn ngồi dậy, nhiệt tình gọi mời. Không tới, Lý Vân Uyển tiếp tục từ chối. Phải tới. Tề Đẳng Nhàn nắm chặt cánh tay của mình, tiến thêm một bước bức bách ép sát tới trên ngực Lý Vân Uyển. Dán sát vào khiến hắn chợt nhớ tới cảm giác dính sát với Dương Quan Quan thời điểm ở tiệm bán báo nhỏ kia, lực đàn hồi đó tựa hồ có thể hạ gục Lý Vân Uyển trong nháy mắt đấy. Ha, em càng không tới đấy. Lý Vân Uyển cười nói. Trước kia cô ta không mời tự đến, hiện tại nhặt được của hời thành công rồi, tự nhiên phải có tư thái bắt chẹt người. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng. Nói, không đi không được. Khóe miệng Lý Vân Uyển mang theo một tia ý cười, nói, đêm nay em phải ở bên cạnh ba em rồi, bằng không ông ấy lại nói em khuỷu tay chĩa ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nhớ tới Lão Hoàng muốn mời hắn tới cảm thụ thủ pháp của kỹ sư Nhật Bản thì trên mặt lộ ra một tia ý cười, nói, vậy được rồi, em cứ tâm sự thật tốt với ông ấy đi. Lý Vân Uyển kinh ngạc, cái tên này dễ dàng buông tay như vậy sao? Nếu chơi xấu mời mình thêm vài lần thì nói không chừng bản thân mình cũng đồng ý luôn rồi. Nhưng cô ta không nghĩ gì nhiều. 8 giờ tối, Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Hoàng Kỳ Bân, hẹn gặp ở một nơi gọi là Hoa Anh Đào Phương Đông. Tề Đẳng Nhàn mang xe đi sửa rồi nên trực tiếp gọi một chiếc xe tới tìm Hoàng Kỳ Bân. Hai người đàn ông gặp nhau ở cửa hội quán rồi thì trên mặt đều hiện lên một loại biểu tình anh biết tôi biết mọi người đều biết. Người anh em. Hôm nay cậu muốn chơi như thế nào cũng được, tôi bao cậu. Hoàng Kỳ Bân hào phóng nói. Khụ khụ khụ, không phải tôi tới đây để chơi. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, ho khan nói. Tôi biết, cậu đây là vì tình hữu nghị giữa các nước, muốn giúp cho sinh hoạt của các kỹ sư ở nước ngoài trôi qua thêm tốt ở Hoa Quốc của chúng ta. Hoàng Kỳ Bân nghiêm túc nói, thật ra thì, tôi cũng nghĩ như vậy. Hắc hắc, hắc hắc. Hai người liếc nhau. Lại nở nụ cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Đẳng Nhàn vừa mới đi theo Hoàng Kỳ Bân vào cửa hội quán thì thấy một người quen, đúng là Ngô Thiếu lúc trước bị Diệp Phong thu thập ở quán ba. Ngô Thiếu nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì trực tiếp bày ra một bộ không quen biết, sau khi gặp thoáng qua rồi ánh mắt mới dao động. Mẹ nó, họ Tề kia lần trước mày hại tao thảm như vậy, lúc này nhất định sẽ bị tao tóm được nhược điểm. Trong lòng Ngô Thiếu thầm mắng, hận đến mức không chịu được. Lần trước ở quán ba hại hắn tiêu pha 100 vạn không nói, còn bị Diệp Phong dạy dỗ cho một trận, trong lòng đã sớm hận đến ứa máu. Tề Đẳng Nhàn và Hoàng Kỳ Bân lên tầng, mỗi người một ngả vào phòng khác nhau. Tên nhãi Hoàng Kỳ Bân này cũng rất thức thời, sắp xếp cho Tề Đẳng Nhàn một người Triều Tiên, một người Nhật Bản, hai cô gái vừa tiến lên đã khom lưng chào hỏi Tề Đẳng Nhàn. Hai người ở trong phòng chờ tôi một chút, tôi đi xử lý chút việc nhỏ rồi sẽ quay lại sau. Tề Đẳng Nhàn nói. Hai cô gái đều ngẩn người, sao lại thế này? Tuổi vẫn còn trẻ mà lại để các cô chờ một chút, chẳng có lẽ chuẩn bị đi chơi thuốc sao? Tề Đẳng Nhàn nói xong lời này thì trực tiếp ra khỏi phòng, gõ cửa phòng cách vách. Hoàng Kỳ Bân khó chịu đầy mặt ra mở cửa,
hỏi, có chuyện gì vậy hả? Lão tử ngay cả quần cũng sắp cởi xong rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, cho tôi mượn chìa khóa xe, có chút việc cần phải làm. Hoàng Kỳ Bân không nói hai lời đưa chìa khóa xe cho Tề Đẳng Nhàn, sau đó hắn xuống lầu lái xe, trực tiếp rời khỏi hội quán. Không bao lâu sau, Tề Đẳng Nhàn chạy xe tới dưới nhà của Lý Vân Uyển, tùy tiện mua hai cây thuốc lá xong rồi gõ cửa. Lý Vân Uyển ra mở cửa thấy là hắn thì kinh ngạc hỏi, sao anh lại tới đây? Tề Đẳng Nhàn nói, tới thăm hỏi trưởng bối một chút, thuận tiện uống hai ly trà, sau đó về nhà đi ngủ. Lý Long Dịch nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn tới thì ý cười đầy mặt, nói, Tề Tổng tới rồi, mau vào, ngồi đi ngồi đi. Tề Đẳng Nhàn nói, chú khách sáo quá rồi, cũng đừng gọi cháu như vậy, cứ gọi tên của cháu thôi là được. Hiện tại tập đoàn Mộc Tử có hạng mục hợp tác với tập đoàn Hướng Thị, lại sử dụng đất của Tề Đẳng Nhàn nên thái độ của Lý Long Dịch với Tề Đẳng Nhàn rất là mang ơn đội nghĩa. Thậm chí khi biết con gái qua đêm ở chỗ của Tề Đẳng Nhàn mà không về nhà ngủ thì ông cũng chẳng nói năng gì. Lý Vân Uyển cực kỳ vừa lòng với lời nói cử chỉ của Tề Đẳng Nhàn, không nghĩ tới cái tên này để tâm như vậy, thế mà còn biết mang theo hai cây thuốc lá tới cửa chào hỏi một chút. Cô ta cảm thấy phỏng chừng là cái tên Tề Đẳng Nhàn này đang lót đường để về sau đi cho dễ hơn, là chuẩn bị muốn kết hôn với mình sao. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta cảm thấy ngọt ngào làm sao, tuy rằng cảm thấy làm như vậy thì không tốt với Kiều Thu Mộng lắm nhưng việc đó không tới lượt cô ta quản, dù sao cũng chính miệng Kiều Thu Mộng thừa nhận trước. Tề Đẳng Nhàn ngồi khoảng 20 phút rồi cùng với Lý Vân Uyển chào tạm biệt rời khỏi nơi này. Chân trước hắn vừa mới đi. Chân sau Lý Vân Uyển đã nhận được điện thoại của Ngô Thiếu gọi tới. Ngô Thiếu, tìm tôi có chuyện gì sao? Lý Vân Uyển mở miệng hỏi. Vân Uyển, tôi nghe nói cô đang ở cùng một chỗ với Tề Đẳng Nhàn. Ngô Thiếu có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Lý Vân Uyển cũng không có ý định giấu giếm, nhàn nhạt hỏi. Ngô Thiếu ách một tiếng rồi nói, nhưng mà người này nhân phẩm không đứng đắn lắm, cô ở cùng một chỗ với hắn không phải là chuyện tốt. Lý Vân Uyển lập tức không thoải mái nói, anh có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có quanh co lòng vòng với tôi. Ngô Thiếu lập tức nói, tôi ở hội quán Hoa Anh Đào Phương Đông nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cái tên này trực tiếp đi lên tầng, hiện giờ đang làm gì thì không cần tôi phải nhiều lời nữa đi. Lý Vân Uyển lập tức nổi trận lôi đình mắng, họ Ngô kia, con mẹ nó anh ăn nói cho đàng hoàng một chút, đừng có ý xấu bôi nhỏ anh ấy, cút đi. Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn dám nói chuyện như vậy một lần nữa thì chúng ta cũng đừng làm bạn bè nữa. Bang! Nói xong lời này, Lý Vân Uyển trực tiếp cúp điện thoại. Ngô Thiếu sao có thể nghĩ ra rằng sau khi cái tên Tề Đẳng Nhàn này vào phòng rồi, ngay cả quần áo cũng không thèm thay đã trực tiếp hỏi Hoàng Kỳ Bân mượn chìa khóa xe tiến thẳng tới nhà của Lý Vân Uyển đâu. Cho nên mấy lời này của hắn đương nhiên sẽ bị Lý Vân Uyển cho rằng là ác ý vu oan cho Tề Đẳng Nhàn rồi. Ngô Thiếu cầm di động của mình ngốc lăng một chút, lời nói của mình không đáng tin tới như vậy sao? Anh ta còn cố ý ở cửa hội quán chờ một lúc, chờ sau khi Tề Đẳng Nhàn hưởng thụ massage xong rồi, còn đang thoải mái nhàn nhã hưởng thụ nốt phục vụ sau massage mới gọi điện mà. Anh ta biết chắc chắn với tính cách của Lý Vân Uyển thì sau khi biết chuyện này nhất định sẽ tức giận ngập trời, sẽ bảo anh ta dẫn tới đây trực tiếp bắt quả tang cả người lẫn vật mới đúng chứ. Sao anh ta có thể nghĩ rằng chính mình ở đây gọi điện thoại mật báo mà ngược lại bản thân còn bị mắng thê thảm một trận đâu? Cốc cốc cốc! Ngô Thiếu vẫn còn đang ngây người thì cửa sổ xe bị gõ vang 3 tiếng, anh ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đúng là Tề Đẳng Nhàn. Ngô Thiếu khiếp sợ tới mức chân tay luống cuống muốn khởi động xe chạy đi, kết quả lại bị Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đập vỡ cửa sổ xe, sau đó kéo cả người anh ta từ trong ra ngoài qua cửa sổ xe đã vỡ. Mật báo cũng không phải là chuyện mà người tốt nên làm đâu. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười duỗi tay vỗ vỗ mặt Ngô Thiếu. Tề Tổng, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu, cậu tha cho tôi đi. Ngô Thiếu bị dọa hoa một tiếng khóc nấc lên. Vốn dĩ muốn ngấm ngầm dở trò quỷ để hung hăng ghê tởm Tề Đẳng Nhàn một trận, không nghĩ tới bản thân trộm gà không thành còn mất nắm gạo chưa nói, ngược lại còn bị phát hiện ra nữa. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném Ngô Thiếu xuống đất, nói, cho dù anh có mật báo thêm một lần đi nữa thì Lý Vân Uyển cũng sẽ không tin vào dăm ba cái chuyện ma quỷ đó của anh đâu. Nói xong lời này, hắn chậm gì gì đi về hướng cửa thang máy.
Ngô Thiếu lấy hết can đảm muốn lôi điện thoại ra nhưng tay nhấc lên một nửa rồi lại bỏ xuống, bỏ đi, mình không thể trêu vào được loại người này, về sau vẫn nên thành thành thật thật một chút, cùng lắm thì nhìn thấy hắn mình đi đường vòng là được. Ngô Thiếu cũng không rõ lắm là vì sao Lý Vân Uyển lại dễ dàng bị Tề Đảng Nhàn thu phục như vậy, vậy mà một chút phản ứng gì cũng không có, ngược lại còn cho rằng anh ta đang châm ngòi ly gián. Thủ đoạn này thật sự là không thể tưởng tượng được mà, chính mình không nên trêu vào. Tề Đảng Nhàn không chút hoang mang đi về phòng của mình, trong phòng, hai cô gái kia vẫn đang ngây ngốc ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa. Tôi về rồi đây, Tề Đảng Nhàn cười cười, còn thất thần gì thế? Tề Đảng Nhàn thoải mái nằm ở trên sofa, hưởng thụ kỹ năng massage của hai cô gái. Thật ra cũng chỉ là massage bình thường mà thôi, ngay cả quần áo hắn cũng không thèm cởi. Một trận thao tác xử lý này của Tề Đảng Nhàn trấn an được Lý Vân Uyển không nói, chính mình còn có thể trở về thoải mái nằm hưởng thụ kỹ năng massage của hai vị mỹ nữ này, miễn bản có bao nhiêu thích ý. Hai cô gái mỗi người ấn một chân hai mặt nhìn nhau, khách ngân quỷ dị cổ quái như vậy các cô đúng là lần đầu mới gặp được. Tiên sinh, anh có muốn thêm phục vụ khác hay không? Cô gái nước Nhật Bản hỏi, cô có vẻ ngoài phá lệ thủy linh. Hẳn là thường xuyên đi ngâm suối nước nóng nên làn da mới có thể nộn tới mức có thể véo ra nước được như vậy. Lại tới ấn ấn đầu tôi một chút đi, Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt nói. Cô gái này sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười khổ, vị khách này cũng kỳ ba thật, thế mà lại chỉ cần massage mà không cần thứ gì khác. Vậy thì sao không trực tiếp tới mấy cửa hàng ngoài kia đi, còn tới hội quán làm gì chứ? Tề Đảng Nhàn nói, chủ yếu là tôi tới khảo sát một chút xem thủ pháp của mấy người thôi, xem thủ pháp của các người có phù hợp với lối sinh hoạt của Hoa Quốc của chúng tôi hay không thôi, là vì tình hữu nghị giữa các nước mà thôi. Hai vị mỹ nữ trợn trắng mắt, lời này có mà đem ra lừa quỷ hả? Tề Đảng Nhàn lôi điện thoại ra, mở Livestream của nền tảng răng nanh lên, vừa lúc thấy được phòng Livestream của Dương Quan Quan. Quả nhiên là hôm nay Dương Quan Quan mặc một bộ quần áo tương đối rộng rãi, không nhìn kỹ thì rất khó để phát hiện ra cái nơi có quy mô kinh người kia được. Ha, cái này có gì gọi là thú vị nữa, tín nhiệm cơ bản giữa người với người đâu rồi. Tề Đảng Nhàn thở dài. Thần đế đại lão tới rồi, hoan nghênh thần đế đại lão. Quả nhiên thần đế đại lão chính là fan chân ái của Quan Quan mà, mỗi lần Livestream đều sẽ có mặt. Thần đế đại lão có thiếu đàn em không? Vừa hay gần đây tôi muốn bái đại ca. Tài khoản của Tề Đảng Nhàn vừa xuất hiện trong phòng Livestream đã lập tức dẫn tới tảng lớn thanh âm vuốt mông ngựa. Dương Quan Quan thấy Tề Đảng Nhàn tới thì hơi hơi mỉm cười. Rất tò mò không biết thần đế đại lão làm gì khi xem Livestream vậy, có phải là nằm trong biệt thự lớn uống rượu vang năm 82, một bên hưởng thụ một bên xem không? Có làn đạn tò mò hỏi. Tôi ở hội quán gọi hai cô gái ngoại quốc một bên massage cho tôi để tôi ở một bên xem Livestream thôi. Tề Đảng Nhàn thành thành thật thật trả lời. Đây là sinh hoạt của kẻ có tiền sao? Thật hâm mộ quá đi. Thần đế đại lão không hổ là thần đế đại lão, gọi một lúc hẳn hai cô, hơn nữa còn đều là ngoại quốc, đã vậy cũng chỉ massage đơn giản. Cầu xin thần đế đại lão chọn thời điểm dẫn tôi đi theo mở mang tầm mắt với, tôi còn chưa gặp qua gái massage ngoại quốc đâu. Dương Quan Quan thấy tiết tấu của làn đạn bị một câu của Tề Đảng Nhàn kéo tới tận trời thì giận sôi máu, sau đó nhớ tới lời Hoàng Kỳ Bân nói hôm nay muốn dẫn Tề Đảng Nhàn tới hội quán thì sửng sốt, tên này tới đó thật sao? Tề Đảng Nhàn một bên hưởng thụ massage, một bên vui vẻ tám nhảm với fan trong phòng Livestream. Đột nhiên, phòng Livestream của Dương Quan Quan bị che kín bằng lớp mosaic. Bên trên viết mấy chữ lớn phòng Livestream này bị nghi ngờ có liên quan tới việc vi phạm quy định, đã ép buộc gỡ bỏ. Một màn này xuất hiện trực tiếp khiến phòng Livestream ngây ngốc. Có ý gì vậy, chủ bá của chúng ta đang an an tĩnh tĩnh chơi game thôi mà cũng bị ép gỡ. Mở ra, lập tức mở ra cho tôi, nếu không tôi dỡ cái nền tảng răng nanh này. Quản lý viên của răng nanh đều bị ngốc rồi sao, dựa vào cái gì mà đòi đóng phòng Livestream. Dương Quan Quan cũng ngốc một chút, rốt cuộc là sao lại thế này, chính mình còn chưa làm cái gì liên quan đến việc vi phạm quy định mà, sao lại tự nhiên đóng Livestream. Việc này tất nhiên là do Mã Song Long sắp xếp, ông ta thấy phòng Livestream bị niêm phong dán đầy mosaic thì trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Chủ bá Dương Quan Quan này dám lên mặt với phó tổng nền tảng là mình,
còn không sợ mình thu thập cô ta đến dễ bảo sao? Tề Đẳng Nhàn cũng sửng sốt không kém, sau đó lại phát làn đạn nói, phỏng chừng là chủ bá có ngực lớn quá nên bị ép đóng cửa rồi, có thể suy xét một chút việc phẫu thuật ngực. Các fan trong phòng Livestream đều không nhịn được phát ra một chuỗi ha ha, cảm thấy rất buồn cười. Qua vài phút sau, phòng Livestream vẫn không có dấu hiệu giải phóng, Dương Quan Quan không nhịn được gọi điện thoại cho bên quản lý nền tảng. Nói cô vi phạm quy định thì chính là vi phạm quy định, có cái gì hay đâu mà nói lắm thế. Quản lý lạnh nhạt đáp lại một câu như vậy khiến cô ta tức giận không chịu được. Làn đạn cũng bùng nổ theo, một đám đều mắng mắt của quản lý răng nanh bị mù rồi, Dương Quan Quan chỉ Livestream bình thường mà thôi, dựa vào cái gì mà bị ép đóng cửa. Thần đế đại lão suy nghĩ biện pháp một chút đi, khẳng định là có người cố ý chèn ép chủ bá của chúng ta rồi. Đúng vậy, thần đế đại lão có thể giải phóng cho bá chủ được hay không? Này rõ ràng là do bên nền tảng chèn ép mà. Thần đế đại lão mau ra tay giải cứu chủ bá đi, nói không chừng chủ bá để báo đáp sẽ để lộ ngực thì sao? Tề Đẳng Nhàn thường xuyên xem mấy em gái khiêu vũ trong các phòng Livestream, có một số chủ bá khá lớn gan ăn mặc hở hang, hoặc là nói mấy lời cợt nhả đều có khả năng sẽ tạm thời bị đóng cửa, nhưng sau khi điều chỉnh lại một lát thì sẽ được giải phóng. Mà lần này Dương Quan Quan ăn mặc rất kín kẽ, nghiêm túc chơi game, trò chơi cũng không có tuyên truyền xấu xa gì, mới một chút đã bị đóng cửa, lại còn không hiểu vì sao bị đóng cửa, rõ ràng là có người cố ý nhằm vào chèn ép. Hắn cũng lập tức nghĩ tới Mã Song Long lái con BMW theo sau đâm vào đuôi xe Phaeton của mình, hơn phân nửa chính là tên cháu nội này đang giở trò quỷ rồi. Mọi người đừng hoảng, để tôi giải quyết, tôi đi liên lạc với bên chăm sóc khách hàng của răng nanh một chút. Tề Đẳng Nhàn nói, loại cấp bậc khách quý như Tề Đẳng Nhàn đây tự nhiên là có chuyên viên chăm sóc khách hàng phục vụ riêng, hắn liên hệ với chuyên viên chăm sóc khách hàng rồi trực tiếp bảo chuyên viên chăm sóc khách hàng đưa điện thoại cho quản lý cao tầng. Vì sao bên nền tảng của mấy người lại đóng cửa phòng Livestream của Dương Quan Quan? Nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu khiến tôi không hài lòng thì tôi lập tức chuyển sang bên nền tảng cá mập ngồi chơi. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói chuyện với người quản lý cao tầng này. Ách, thưa khách quý thần đế, mời ngài chờ một lát, tôi lập tức đi điều tra một lát. Cao quản lý hoảng sợ. Loại người vừa ra tay là 500 vạn như Tề Đẳng Nhàn này là khách quý chất lượng cao của nền tảng. Nếu loại khách quý này mà rời đi thì đối với nền tảng mà nói chính là tổn thất rất lớn. Hơn nữa Tề Đẳng Nhàn còn nói sẽ chuyển qua bên nền tảng cá mập kia, nền tảng cá mập chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với nền tảng răng nanh. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói, tôi mặc kệ các người có điều tra hay không điều tra, tôi tới răng nanh chính là để xem Dương Quan Quan Livestream. Nếu các người cứ khăng khăng đóng cửa phòng Livestream của cô ấy thì tôi lập tức gỡ răng nanh. Sau đó chuyển sang nền tảng cá mập. Hơn nữa tôi sẽ giúp Dương Quan Quan trả tiền vi phạm hợp đồng, để cho cô ấy có thể tự do hoạt động bên nền tảng cá mập mà Livestream. Mấy người tự suy xét một chút đi, tôi cho các người 10 phút. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn rụp một cái trực tiếp cúp điện thoại, lười dây dưa với bọn họ thêm nữa. Nếu có người như vậy ở thời điểm như này uy hiếp gỡ bỏ nền tảng, căn bản nền tảng sẽ không thèm phản ứng đến. Chỉ có chút lễ vật cậu bỏ ra còn chưa đủ trả tiền lương cho một nhân viên nữa. Nhưng Tề Đẳng Nhàn không giống vậy, hắn là thần đế đại lão một lần lên là 100 vạn, còn chưa kể soát một lúc 4 cái chiến hạm ngân hà nữa. Loại lễ vật này phóng mắt nhìn trong toàn bộ nền tảng răng nanh từ khi thành lập tới nay còn chưa có người nào làm được như vậy. Tôi đã liên lạc với bên nền tảng răng nanh rồi, mọi người kiên nhẫn chờ một chút đi, hẳn là rất nhanh sẽ mở cửa thôi. Tề Đẳng Nhàn phát ra một làn đạn. Dương Quan Quan nhìn thấy làn đạn này thì trong lòng có chút ấm áp. Quả nhiên, không quá 2 phút sau, lớp mosaic trong phòng Livestream biến mất, Livestream khôi phục lại như bình thường. Dương Quan Quan thở nhẹ ra một hơi, cười nói cảm ơn bạn bè người xem ủng hộ tôi như vậy, tiếp theo tôi sẽ càng nghiêm túc hơn trong việc Livestream. Đồng thời cũng cảm ơn thần đế đại lão đã ra tay tương trợ. Tề Đẳng Nhàn phát một làn đạn đáp, không cần phải khách sáo, chỉ cần cô lấy ngực ra hứa là được. Sau đó, làn đạn lại có một chuỗi ha ha chạy qua. Đại lão có tiền cũng sẽ biết nịnh nọt a. Có một làn đạn chạy qua. Bảo bảo, tôi giúp em mở cái cửa này, tình yêu tới quá nhanh tựa như gió lốc. Lại một làn đạn đuổi kịp tiết tấu.
sau đó trong phòng Livestream đều chơi lớn, tiết tấu đều bị lệch lạc tới tận Thái Bình Dương. Dương Quan Quan nhìn mấy làn đạn đó thì im lặng một chút, khinh thường nói, vậy mọi người cũng có ngực lớn để tìm thần đế tới nâng đỡ mọi người đi. Làn đạn lại thêm một trận ha ha thổi qua, ngược lại là bọn họ rất thích Dương Quan Quan hay kể chuyện cười lạnh này. Mã Song Long vừa mới hạ lệnh đóng cửa phòng Livestream của Dương Quan Quan không được bao lâu thì sửng sốt thấy phòng Livestream trực tiếp được mở lại. Sau đó điện thoại của ông ta vang lên, là sếp lớn của nền tảng răng nanh gọi tới. Mã Tổng Giám, ông đang làm cái gì thế? Sao lại vô cớ đóng cửa phòng Livestream của chủ bá không vi phạm quy định? Sếp lớn lạnh giọng quát. Ông chủ, tôi, gần đây chủ bá này có chút chơi lớn, đắc tội tôi nên tôi muốn khiến cô ta phải điệu thấp một chút. Mã Song Long lo sợ nơm nớp nói. Sếp lớn tức giận nói, chơi cái con mẹ ông. Ông không biết người ta có thần đế đại lão đứng sau ủng hộ hả? Ông biết được một ngày vị thần đế đại lão soát cho người ta bao nhiêu tiền không? Ngay cả loại chủ bá như này mà ông cũng dám tùy tiện ép đóng cửa có đúng không? Tôi cảnh cáo ông, thần đế đại lão đã cảnh cáo nền tảng rồi, nếu lại xuất hiện tình huống tương tự như này thì sẽ lập tức đầu quân cho bên nền tảng cá mập. Nếu tiền nên thuộc về nền tảng của chúng ta mà bị bên nền tảng cá mập kia câu về kiếm lời thì về sau mẹ nó ông cũng đừng tới đây làm việc nữa. Nói xong lời này, sếp lớn bang một tiếng trực tiếp cúp điện thoại. Mã Song Long suy sụp một chút, xem ra muốn chỉnh Dương Quan Quan thì tạm thời không có khả năng rồi. Không nghĩ tới vị thần đế đại lão này lại để bụng cô ta như vậy. Hôm sau Tề Đảng Nhàn thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, trái lại là Hoàng Kỳ Bân lại đầy mặt mệt mỏi. Không hổ là Tề đại sư mà, tinh thần tốt như vậy. Không mệt chút nào sao? Hoàng Kỳ Bân không nhịn được hỏi. Tôi thì có gì phải mệt mỏi đâu, Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói. Hoàng Kỳ Bân nhìn thấy hai cô gái đều hiện rõ nét mệt mỏi trên mặt thì trong lòng càng thêm chấn kinh. Cái tên Tề Đảng Nhàn này cũng quá trâu bò rồi có được không hả? Hai cô gái mệt mỏi đầy mặt giống như là một đêm cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, ngược lại là tinh thần của Tề Đảng Nhàn lại tốt đến quá mức thần kỳ. Trong lòng hai cô gái phun tào, thật sự là chưa thấy vị khách nào lạ như vậy, bắt bọn họ ấn chân cho hắn cả một đêm. Hoàng Kỳ Bân giữ chặt Tề Đảng Nhàn, thấp giọng hỏi, có phải cậu có bí phương hay biện pháp gì dùng để cường thân kiện thể hay không? Truyền thụ cho tôi một chút đi. Tề Đảng Nhàn ngẩn người nói, ăn no uống đủ, luyện công nhiều một chút là được, làm gì có bí phương gì đâu. Thời điểm Hoàng Kỳ Bân đi tính tiền, quả nhiên tốn không ít, phòng của Tề Đảng Nhàn nhiều thêm phí thời gian. Đây là cả đêm không ngừng nghỉ sao, cũng chưa từng dừng lại luôn. Hoàng Kỳ Bân khiếp sợ nhìn giấy tờ trong tay mình, càng thêm bội phục sát đất với Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn và Hoàng Kỳ Bân ở đầu đường hội quán đường ai nấy đi. Chính mình đánh xe trở về Sơn Trang Vân Đỉnh, nghĩ nghĩ làm sao rồi lại lôi con Aston Martin 177 từ trong kho đánh ra ngoài. Hôm nay phải tham gia yến hội do Từ Ngạo Tuyết tổ chức, Phê Tần đã mang đi bảo dưỡng rồi, dù sao cũng phải kiếm đâu ra một cái xe xứng đáng khác mới được. Cuối ngày, cửa lớn khách sạn Thiên Địa đã lộng lẫy như ánh sao. Có một số đại minh tinh tới cổ động, đồng thời các doanh nhân nổi tiếng cũng sôi nổi lên sân khấu. Kiều Thu Mộng và Dương Quan Quan đã tới hiện trường từ sớm rồi, hai người hiện đang châu đầu ghé tai thảo luận cái gì đó. Cậu nói xem ai mới là Tổng Giám Đốc Thần Bí đây? Có phải anh ta đã tới rồi hay không nhưng chẳng qua là không ai biết anh ta là ai hết? Kiều Thu Mộng hưng phấn dò hỏi. Thật sự đúng là có khả năng này thật, chúng ta cũng đừng đoán mò nữa, dù sao hôm nay anh ta nhất định sẽ xuất hiện thật hoành tráng cho xem. Cảm xúc của Dương Quan Quan có hơi kích động. Kiều Thu Mộng tựa hồ có chút thương nhớ ngày đêm đối với vị Tổng Giám Đốc Thần Bí có hảo cảm với mình này, mà Dương Quan Quan lại là muốn sớm ngày được nhìn thấy sếp lớn ở sau màn, mong chờ cơ hội phát triển lên cao hơn. Mã Song Long cũng xuất hiện, dẫn theo hai idol mạng và một đoàn đội phát sóng trực tiếp loại nhỏ, tiến hành livestream độc nhất với bữa tiệc yến hội này. Hôm nay Ngọc Tiểu Long không mặc quân trang mà mặc một bộ tây trang trắng bộc lộ ra hết ưu điểm của bản thân. Cô vừa lên sân khấu đã khiến hiện trường an tĩnh lại. Loại khí chất độc đáo sinh ra đã có sẵn ở cô cực kỳ xứng với khuôn mặt lãnh khốc của mình, vừa lên sân khấu đã có thể áp chế được mọi người. Cho dù là những nữ minh tinh lấp lánh rạng rỡ một đường ở trước mặt của Ngọc Tiểu Long cũng đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Vị này chính là nữ tướng quân trẻ tuổi nhất của Hoa Quốc chúng ta, cũng là nữ chiến thần dự bị.
Nọc Tiểu Long người thật có khí chất thật đó, những nữ minh tinh đó đứng chung một chỗ cũng không so được với một mình cô ấy mà. Quá cao lãnh rồi, phụ nữ như vậy cao không thể với tới, thật không biết người đàn ông như nào mới có thể chinh phục được cô ấy. Mọi người sôi nổi thảo luận, một đám đều đang nghị luận về người phụ nữ tên Ngọc Tiểu Long này. Từ Ngạo Tuyết cũng cưỡi trên một con Rolls Royce tới cửa khách sạn, một thân lễ phục váy màu đỏ thẫm, cộng thêm một số trang sức phụ trợ càng khiến cô ta thêm trang nhã và cao quý, đồng thời còn mang theo chút hương vị thần bí ở trong đó. Vị này chính là người cầm lái của tập đoàn Từ Thị, tiểu thư Từ Ngạo Tuyết, cô ấy là hòn ngọc quý trên tay Từ gia ở đế đô, khống chế tài sản chục tỷ trong tay. Nếu nói Ngọc Tiểu Long chính là Bạch Long thời thượng cổ thì Từ Ngạo Tuyết không nghi ngờ gì chính là Phượng Hoàng dần đầu trăm loài chim. Hai người cường cường liên thủ, tập đoàn Hướng thì căn bản không có hy vọng rồi. Thật không thể hiểu nổi sao nhà giàu số một Vương Vạn Kim lại rút vốn đầu tư ở thời khắc mấu chốt này chứ. Mọi người sau khi nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết thì lại thêm một trận kinh ngạc cảm thán, cô ta đứng cùng một chỗ với Ngọc Tiểu Long mỗi người một vẻ. Tuy rằng đều là lãnh ngạo nhưng khí chất lẫn nhau lại không phải hoàn toàn tương đồng. Vương Hổ cũng lên sân khấu, anh ta xuất hiện tất nhiên cũng đưa tới một trận khen tặng nhưng lại không oanh động bằng Ngọc Tiểu Long và Từ Ngạo Tuyết mang tới. Ngọc Tiểu Long và Từ Ngạo Tuyết đều là người từ đế đô tới, hơn nữa thân phận và địa vị còn cao hơn những người ở Trung Hải này rất nhiều, không phải là người ở chung một tầng lớp. Cuối cùng Hướng Đông Tinh cũng tới. Lamborghini i700 dừng lại trước cửa lớn. Một đôi đùi đẹp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đôi chân này trắng nõn tinh tế, độ cong của cẳng chân có thể nói là hoàn mỹ bị bao vây trong lớp tất chân màu da gần như trong suốt uốn lượn lên trên, tựa như yêu phi câu hồn đoạt phách. Là Hướng Tổng. Không nghĩ tới Hướng Tổng cũng nhận được thư mời của Từ Tổng, tới tham dự buổi yến hội này. Chỉ sợ rằng tâm tình của Hướng Tổng hôm nay không được tốt cho lắm, dù sao thì gần đây tập đoàn Hướng thì cũng bị áp chế thảm hại như vậy mà. Đúng vậy, buổi yến hội ngày hôm nay của Từ Tổng hơn nửa là muốn tuyên bố đợt tổng tiến công cuối cùng, đồng thời cũng muốn kéo thêm càng nhiều doanh nhân tới đầu tư, cô lập tập đoàn Hướng Thị. Nghe nói Hướng Tổng định để xếp lớn sau màn của Tiên Lai Capital hiện thân, cũng không biết vị tổng giám đốc thần bí này rốt cuộc là ai, mang tới nhiều hay ít tiền, có thể khiến đám người Từ Tổng kinh sợ hay không? Kinh sợ, nói đùa cái gì vậy chứ? Anh thử nhìn lại đội hình chính của người ta đi. Doanh nhân nổi danh ở bản địa gần như là đều về phe của Từ Tổng hết rồi, càng có Ngọc Tướng Quân hỗ trợ đằng sau nữa, sao cô ấy có thể thua được. Hướng Đông Tinh xuất hiện lại khiến không khí ở hiện trường càng thêm cao trào tới đỉnh điểm. Cô ấy hôm nay cũng là một vai chính trong buổi yến hội này. Mọi người đều biết rõ rằng yến hội ngày hôm nay Từ Ngạo Tuyết tổ chức là để chia cắt tập đoàn Hướng Thị như nào. Hướng Đông Tinh mặc một thân váy lễ phục màu trắng. Sau đầu cài một cây bút chỉ thoạt nhìn có vẻ không hợp nhau nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng được tới mỹ mạo và khí chất của cô ấy. Nhà giàu số một Vương Vạn Kim cũng tới rồi. Nhà giàu số một Vương Vạn Kim sau khi rút vốn khỏi Liên minh Kinh tế Từ Thị rồi lại đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị, đây chính là tin tức lớn. Không biết rốt cuộc nhà giàu số một Vương Vạn Kim nghĩ như thế nào vậy, sao lại lâm thời thay đổi chủ ý đi xem trọng tập đoàn Hướng Thị chứ? Có lẽ là có liên quan tới vị tổng giám đốc thần bí đó đi, dù sao đây cũng là cây át chủ bài duy nhất mà Hướng Tổng có thể đánh ra được. Vương Vạn Kim mặc một thân tây trang màu trắng bước vào, khí chất của ông ta nho nhã duỗi tay chào hỏi với mọi người lại rước thêm một phen tranh cãi nghị luận. Vương Hổ cũng đi tới trước mặt Vương Vạn Kim, nói, Vương Tổng, hai người chúng ta dù sao 500 năm trước cũng là người một nhà, là người cùng chung một gốc gác thì tôi không thể không nhắc nhở ông một câu. Đừng dễ dàng tin vào lời gièm pha của tiểu nhân. Vương Vạn Kim cười ha ha vỗ vỗ bả vai của Vương Hổ, nói tôi cảm ơn ý tốt của Vương Thiếu Gia, nhưng dù sao tôi cũng đã chìm nổi trong biển thương trường nhiều năm như vậy rồi, tự có phán đoán của chính mình. Từ Ngạo Tuyết bình tĩnh nói, trước khi sự việc được hoàn toàn xác định thì thái độ của tập đoàn Từ Thị chúng tôi đối với Vương Vạn Kim tiên sinh vẫn luôn là đón chào ngài. Cảm ơn Từ Tổng khách sáo quá rồi. Vương Vạn Kim vội vàng chắp tay. Mã Song Long dẫn theo đoàn đội Livestream nhìn thấy trong hiện trường xuất hiện nhiều đại lão như vậy thì tay hơi run một chút. Như thế này cũng quá kinh khủng rồi, đây là nhân mạch của đại tiểu thư Từ gia ở đế đô sao. Trong lòng Mã Song Long khiếp sợ, nếu có thể trèo cao lên được với người phụ nữ như vậy thì tương lai nhàn tản như mây trôi cũng không phải nói chơi.
Ngọc Tiểu Long đi tới trước mặt Hướng Đông Tinh, nhàn nhạt hỏi, Sở Vô Đạo mà cô dựa vào đâu, sao anh ta không tới? Từ Ngạo Tuyết cũng quay đầu dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn Hướng Đông Tinh nói, không phải là Sở Vô Đạo thấy thế trận quá lớn nên không dám tới đó chứ? Sở Vô Đạo. Tên của Tổng Giám Đốc Thần Bí đó là Sở Vô Đạo phải không? Hai người Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng liếc mắt nhìn nhau một cái, từ trong đoạn đối thoại nọ nắm bắt được không ít thông tin. Cảm xúc của Kiều Thu Mộng hơi kích động, cuối cùng cũng biết được tên họ thật sự của vị Tổng Giám Đốc Thần Bí đó rồi. Sở Vô Đạo, anh ta là ai thế, vốn dĩ tôi cũng chẳng quen biết gì anh ta. Khóe miệng Hướng Đông Tinh hiện lên một mặt ý cười lạnh, nhàn nhạt trả lời. Đừng có mà ở đây giả ngu giả ngơ, người có thể chống đỡ cho cô đến hiện tại vẫn chưa đầu hàng còn không phải là anh ta sao? Nhưng cô cảm thấy rằng anh ta có thể cứu được cô không? Từ Ngạo Tuyết hỏi. Ngay lúc này, một chiếc Maybach chậm rãi dừng lại ở cửa lớn khách sạn. Cửa xe mở ra, người đi xuống mặc một thân tây trang màu đen, một người đàn ông có khuôn mặt hơi tái nhợt hơn 30 tuổi. Người đàn ông này đúng là Sở Vô Đạo vừa mới ra tù cách đây không lâu. Ánh mắt Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nhìn qua, trầm giọng nói, Sở Vô Đạo tới rồi. Từ Ngạo Tuyết cũng quay đầu lại nhìn Sở Vô Đạo mới từ trên xe bước xuống. Sở Vô Đạo mang theo một loại khí chất bệnh tật đầy người, cười cười nói, thật ngại quá, kẻ hèn Sở Vô Đạo không mời tự tới, xin lỗi vì đã làm phiền lòng mọi người. Mọi người sau khi nhìn thấy Sở Vô Đạo thì lập tức bùng nổ. Anh ta chính là Tổng Giám Đốc Thần Bí Sở Vô Đạo vẫn luôn duy trì mối quan hệ liên minh với Hướng Đông Tinh sao? Tôi đã từng nghe nói qua về Sở Vô Đạo này rồi, trước kia nhập ngũ, sau khi xuất ngũ thì tự mình thành lập lên một tổ chức cường đại một thành viên, yên lặng bảo vệ Hoa Quốc chúng ta. Anh ta chính là vua trong thế giới ngầm ở Hoa Quốc, dùng lực lượng hắc đạo để bảo vệ quốc gia, chuyên môn làm những việc mà chính phủ không tiện ra mặt. Hóa ra Tổng Giám Đốc Thần Bí thật sự là anh ta. Sở Vô Đạo. Nhưng cứ cho là anh ta đứng về phe tập đoàn Hướng Thị thì thế nào, hiện giờ cũng không thể ngăn được cơn sóng dữ. Kiều Thu Mộng thấy Sở Vô Đạo đến thì trong lòng càng thêm dạo dực, cuối cùng cũng gặp được Tổng Giám Đốc Thần Bí mà cô ta ảo tưởng đã lâu. Dương Quan Quan cũng ngẩn ngơ theo, sau đó cảm xúc cũng lâng lâng, nếu vị này thật sự chính là vị sếp lớn đằng sau Tiên Lai Capital, như vậy. Nếu anh ta nguyện ý giúp kéo mình lên địa vị cao hơn, vậy chính mình trong tương lai trở lại Dương gia với những người có địa vị ngang hàng kia cũng không phải là không có khả năng. Sở Vô Đạo có danh hiệu Vĩnh Dạ Quân Vương, hô mưa gọi gió ở thế giới ngầm ở Hoa Quốc, ai thấy anh ta cũng phải cho anh ta thêm vài phần mặt mũi. Huống hồ gì anh ta còn là quân nhân xuất ngũ, ở trong quân đội cũng có chỗ dựa và bối cảnh rất cao. Hướng Đông Tinh thấy Sở Vô Đạo đến thì cũng hơi hơi ngẩn ra, không nghĩ tới anh ta lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng thế thì cũng chẳng sao cả. Rất tốt, quả nhiên là anh sẽ xuất hiện. Ngọc Tiểu Long nhìn Sở Vô Đạo, lạnh lùng nói. Cô chính là Ngọc Tiểu Long gần đây đang như sao sáng trên trời của Hoa Quốc chúng ta đúng không? Nữ chiến thần toàn năng, quả nhiên là không tồi. Sở Vô Đạo cười cười nói. Ngọc Tiểu Long nhíu nhíu mày, sao Sở Vô Đạo này lại làm như là lần đầu tiên thấy cô ấy vậy? Theo lý mà nói thì cô tới Vân Đỉnh Thiên Cung gõ cửa không ít lần. Hẳn là Sở Vô Đạo đã từng thấy cô rồi mới đúng. Từ Ngạo Tuyết bình tĩnh đáp, Sở tiên sinh không mời mà tới cũng không biết là có chuyện gì hay không. Sở Vô Đạo ho khan hai tiếng, cười cười, lần này tôi tới đây là dự định đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị. Mọi người nghe vậy thì ngẩn ra. Từ Ngạo Tuyết nhìn về phía Hướng Đông Tinh, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững nói, Sở tiên sinh có thể lấy ra bao nhiêu tiền để đầu tư đây? Không nhiều lắm. Mấy năm nay tích góp tổng cộng cũng chỉ có 8 tỷ, toàn bộ đầu tư cho tập đoàn Hướng Thị, còn mong Hướng Tổng không chê ít là được. Sở Vô Đạo ho khan nói. Lời này vừa ra đã khiến Từ Ngạo Tuyết yên tâm hẳn, trên mặt cũng lộ ra ý cười khinh miệt. Ngọc Tiểu Long cũng hơi nhướng lông mi lên, 8 tỷ này nếu đặt ở trong tình huống bình thường thì nhất định sẽ là một số tiền khổng lồ, thậm chí đủ để mua đứt một công ty đã niêm yết thị trường. Nhưng nếu đặt trong trận chiến thương nghiệp chưa từng có từ trước tới nay này thì 8 tỷ nhiều lắm cũng chỉ có thể nhấc lên được một ít bọt sóng mà thôi. Tập đoàn Hướng Thị không có 100 tỷ tiền đổ vào thì không thể nào cứu được. Cái này gần như đã là nhận thức chung giữa các doanh nhân. Át chủ bài của Hướng Đông Tinh chỉ có chút xíu năng lực này thôi sao? 8 tỷ cũng không đủ để cứu tập đoàn Hướng Thị đâu, nhiều lắm là duy trì thêm được mấy ngày mà thôi.
Đúng vậy, quăng 8 tỷ vào đó rất có thể sẽ thành ném đá xuống sông, cuối cùng cũng sẽ bị liên minh kinh tế từ thị ăn đứt như tằm ăn dâu thôi. Sở Vô Đạo này vẫn chưa thấy rõ thế cục sao, còn muốn bỏ ra 8 tỷ đầu tư vào lúc này. Anh ta nói 8 tỷ chính là toàn bộ gia sản của anh ta, phỏng chừng cũng là thật sự hữu tâm vô lực rồi đúng không? Mọi người thấp giọng thảo luận, 8 tỷ này của Sở Vô Đạo làm sao có thể cứu được khốn cảnh trước mắt của tập đoàn Hướng Thị đâu? Từ Ngạo Tuyết quay đầu cười nói với Vương Vạn Kim, hiện tại Vương Tổng hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần xin lỗi tôi một câu là được, tôi chấp nhận để ngài góp vốn một lần nữa. Lời này vừa ra khiến mọi người đều dừng ánh mắt ở trên người của Vương Vạn Kim, chờ xem ông ta đáp lại như nào. Quả nhiên Từ Tổng rất rộng lượng, không tiếc so đo với việc bị nhà giàu số 1 Vương Vạn Kim phản bội, hiện tại còn nguyện ý cho nhà giàu số 1 Vương Vạn Kim thêm một cơ hội. Đúng vậy, Từ Tổng không hổ là nhân vật lớn tới từ đế đô, thủ đoạn so với chúng ta hào phóng hơn rất nhiều, bội phục bội phục. Khả năng là lúc trước Vương Vạn Kim thay đổi quyết định là vì Sở Vô Đạo, nhưng hiện giờ Sở Vô Đạo cũng chỉ có thể lấy ra được 8 tỷ, dù sao cũng không đủ được, khẳng định ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý. Mọi người đều cảm thấy lúc trước Vương Vạn Kim đổi ý là vì Sở Vô Đạo vẫn luôn không xuất hiện, nhưng hiện giờ Sở Vô Đạo xuất hiện rồi lại chỉ có thể lấy ra được 8 tỷ tới để đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị. 8 tỷ này thì sao có thể đủ, nếu Vương Vạn Kim vẫn khăng khăng cầm 3 tỷ của mình đầu tư cho tập đoàn Hướng Thị thì cuối cùng vẫn là kết quả ném đá xuống sông mà thôi. Mọi người đều đang cho rằng đây chính là thời điểm Vương Vạn Kim sẽ cúi đầu với Từ Ngạo Tuyết nhưng ông ta lại chỉ mỉm cười lắc đầu, Từ Tổng. Tôi tự có phán đoán của bản thân mình, cô không cần phải nói thêm gì đâu. Lần đầu tư này tôi sẽ không hối hận. Mà Vương Đông, con trai của ông ta ở một bên lại vò đầu bứt tai, cũng đã tới nước này rồi mà ba còn tin vào dăm ba cái chuyện ma quỷ kia của tên nhãi Tề Đẳng Nhàn nữa hả? Hay là ba không biết Tề Đẳng Nhàn chẳng qua cũng chỉ là con rối mà Hướng Đông Tinh và Sở Vô Đạo đẩy ra mà thôi? Sếp lớn thật sự đứng đằng sau của Thiên Lai Capital vẫn luôn là Sở Vô Đạo. Hướng Đông Tinh lại cười cười ngay lúc này, cảm ơn Sở Tiên Sinh và Vương Tổng vẫn luôn ủng hộ tập đoàn Hướng Thị, tôi hứa tôi nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Thật không thể hiểu nổi Hướng Tổng lấy đâu ra tự tin được như vậy. Có lẽ là đang cố chống đỡ mạnh mẽ thôi, ai mà chẳng thấy được tập đoàn Hướng Thị dưới áp lực như vậy đã có chút chống đỡ không nổi rồi cơ chứ. Hướng Tổng kiên cường thật, cha mẹ vừa qua đời mà cô ấy đã có thể tiếp nhận luôn cái gậy tiếp sức của tập đoàn Hướng Thị rồi. Chỉ sợ là hiện giờ cô ấy cũng chỉ đang miễn cưỡng cố nở nụ cười mà thôi. Mọi người đều cảm thấy dáng vẻ này của Hướng Đông Tinh chỉ là đang cố chống đỡ mà thôi. Ngọc Tiểu Long nhìn Sở Vô Đạo đang liên tục ho khan, ánh mắt lạnh xuống nói, anh giết chết Vladimir cũng phải trả một cái giá không nhỏ đúng không? Sở Vô Đạo ngẩn người nói, vua chiến tranh, anh ta không phải do tôi giết, tình trạng hiện giờ của tôi ai cũng đánh không lại được. Ngọc Tiểu Long nghe thấy lời này thì ngẩn ra một lúc, duỗi tay tóm lấy cánh tay Sở Vô Đạo tìm mạch của anh ta, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô dựa vào mạch đập của Sở Vô Đạo mà biết được tình huống hiện giờ của Sở Vô Đạo, phổi bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thời gian bị tổn thương còn không ngắn. Lấy tình trạng như này của Sở Vô Đạo mà đối mặt với cường giả như Vladimir thì chính là tự tay dâng đồ ăn tới miệng hổ. Nếu vậy thì rốt cuộc ai mới là người giết chết Vladimir? Hướng Đông Tinh ở bên cạnh xem ở trong mắt, nghe trong tai, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, sợ là Ngọc Tiểu Long cô có nghĩ đến nát óc cũng không thể nào tưởng tượng được người đánh chết được Vladimir chính là Tề Đẳng Nhàn mà cô vẫn luôn khinh thường được đúng không? Không phải anh. Ngọc Tiểu Long nhíu mày lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Hướng Đông Tinh hỏi, rốt cuộc thì ai mới là người giết Vladimir? Hướng Đông Tinh khinh thường nói, ngày đó cô đánh không lại thì trực tiếp chạy, không tuân thủ giao kèo trước. Còn suýt chút nữa hại chết tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cô biết. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long khó coi, nói đến cái này thì thật sự không có cách nào hỏi tiếp được. Cô ta vốn tưởng là do Sở Vô Đạo đánh chết Vladimir, nhưng sự thật hôm nay nói cho cô ta biết rằng chuyện không phải như thế. Nếu vậy, rốt cuộc thì ngày đó là ai sau khi cô ta bỏ chạy giết chết anh ta? Khả năng là lôi cuồng không lớn. Anh ta có năng lực bảo vệ được Hướng Đông Tinh bình yên rời khỏi nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh chết được Vladimir, kể cả là Vladimir sau khi đã bị tiêu hao thể lực sau khi đánh với mình đi chăng nữa. Tôi còn tưởng rằng Hướng Tổng có con át chủ bài như nào, hóa ra cũng chỉ là một Sở Tiên Sinh đổ vào 8 tỷ mà thôi.
Chẳng lẽ cô không biết rằng 8 tỷ này không thể nào cứu được tập đoàn Hướng Thị của cô sao? Còn cả Sở tiên sinh đây nữa, rõ ràng anh đã biết rằng số tiền này nhất định sẽ ném đá xuống sông, vì sao còn khăng khăng muốn đầu tư vào nó? Đột nhiên Vương Hổ mở miệng nói chuyện, chỉ thẳng vào trọng tâm của vấn đề chính. Sở Vô Đạo lại cười cười, tôi cũng không phải là con át chủ bài mà Hướng Tổng dựa vào đâu, người Tổng dựa vào có thân phận khác cơ. Tôi đây chẳng qua chỉ là mượn gió tới đây tìm kiếm cơ hội phát tài thôi. Lời này vừa ra đều khiến mọi người kinh ngạc, sôi nổi hướng ánh mắt về phía Hướng Đông Tinh. Hôm nay, tôi xin tuyên bố ở trong yến hội này. Hướng Đông Tinh diện vô biểu tình nói, Từ Tổng sẽ không để ý chuyện tôi mượn hoa hiến Phật chứ. Xin cứ tự nhiên, Từ Ngạo Tuyết lạnh mặt đáp. Lục tục sau đó lại tới không ít nhân vật lớn, những nhân vật nổi danh ở thành phố Trung Hải như Hoàng Văn Đào, Hoàng Văn Lãng hay Tôn Hưng Chương cũng đều lần lượt trình diện. Kiều Thu Mộng gom góp dũng khí đi tới bên cạnh Sở Vô Đạo, nói, Sở tiên sinh, tôi là Kiều Thu Mộng. Sở Vô Đạo ngẩn người, anh ta căn bản chẳng hề quen biết gì với Kiều Thu Mộng cả, nên cười cười đáp lại cô có chuyện gì sếp. Kiều Thu Mộng bị câu hỏi ngược lại này của Sở Vô Đạo làm cho ngốc ra một chút, sau đó hơi nhấp môi rồi nói, ba mẹ tôi bảo tôi tới cảm ơn anh thật tốt. Sở Vô Đạo lập tức thắc mắc đầy đầu, hỏi, vì sao lại muốn cảm ơn tôi? Lần trước trong bữa tiệc mừng 30 năm bọn họ kết hôn anh có tặng cho bọn họ một chiếc xe, nên bọn họ vẫn luôn muốn để tôi cảm ơn anh. Kiều Thu Mộng vội vàng nói. Sở Vô Đạo hoàn toàn ngốc lăng ra, ngẩn người nói, kỷ niệm 30 năm. Tặng xe, có chuyện này sao? Kiều Thu Mộng nghe vậy thì trực tiếp ngạc nhiên, chẳng lẽ chiếc xe kia không phải do Sở Vô Đạo tặng sao? Dương Quan Quan cũng ngây người, Sở Vô Đạo không phải là sếp lớn đứng sau Tiên Lai Capital hả? Cô nhầm rồi sao, tôi vừa mới ra tù thôi, hơn nữa ngay cả cô là ai tôi cũng không biết thì sao có thể tặng xe cho ba mẹ cô được. Sở Vô Đạo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không phải anh, Kiều Thu Mộng chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, có hơi choáng váng. Dương Quan Quan kinh ngạc nói, anh không phải là sếp lớn đằng sau Tiên Lai Capital sao? Người hợp tác với Hướng Tổng. Sở Vô Đạo lắc đầu nói thật, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hướng Đông Tinh, hơn nữa cái Tiên Lai Capital gì kia không có chút xíu quan hệ gì với tôi hết. Hướng Đông Tinh lại ngay lúc này tới đây, bình tĩnh nói với Kiều Thu Mộng, chiếc xe kia là tôi lấy danh nghĩa của Tổng Giám Đốc Thần Bí để tặng cho ba mẹ cô. Cái gì? Kiều Thu Mộng vô cùng kinh ngạc nhìn Hướng Đông Tinh, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Chiếc xe kia vậy mà là do Hướng Đông Tinh tặng. Dương Quan Quan khiếp sợ nói, nếu vậy, Hướng Tổng. Tổng Giám Đốc Thần Bí nếu không phải là Sở tiên sinh thì có thể là ai? Hướng Đông Tinh cười cười, làm gì có Tổng Giám Đốc Thần Bí nào, cái này chẳng qua chỉ là nhân vật dùng để Lăng Xê lúc thành lập nên Tiên Lai Capital thôi. Chỉ là không ngờ tới nhân vật này dùng tốt hơn dự đoán của tôi rất nhiều, khiến cho thế lực của tập đoàn Từ Thị cũng phải kinh sợ. Vì thế tôi cũng thuận nước đẩy thuyền càng thêm Lăng Xê nhân vật này lên thôi. Sếp của Tiên Lai Capital từ đầu tới cuối vẫn luôn chỉ có hai người là tôi và Tề Đẳng Nhàn mà thôi. Hướng Đông Tinh nói ra những lời này ở trước mặt Kiều Thu Mộng chẳng khác nào như trời long đất lở, trực tiếp khiến sắc mặt của Kiều Thu Mộng trắng bệch lại. Chiếc xe kia vốn là chủ ý của một mình tôi nhằm giúp Tề Đẳng Nhàn kéo gần thêm chút quan hệ với các người mà thôi, không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng. Tôi thật sự xin lỗi. Hướng Đông Tinh lắc đầu nói. Kiều Thu Mộng trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó trong lòng có một loại đau đớn lo lắng, đau tới mức khiến cô ta muốn nôn ra. Hóa ra Tổng Giám Đốc Thần Bí vốn không tồn tại, chẳng qua là do mình một bên đơn phương ảo tưởng mà thôi. Hoặc là nói, Tổng Giám Đốc Thần Bí kia chính là Tề Đẳng Nhàn. Tài nguyên mình có được từ Tiên Lai Capital tất cả đều do Tề Đẳng Nhàn đưa cho mình. Mà không phải là Tổng Giám Đốc Thần Bí cô ta vẫn luôn ảo tưởng kia đưa. Dương Quan Quan cũng bị chân tướng này làm cho khiếp sợ tới mức không nói nên lời, không khép môi lại được, hóa ra Tổng Giám Đốc Thần Bí vốn không tồn tại. Nhưng cô ta không khiếp sợ tới mức như Kiều Thu Mộng, thậm chí cô ta còn cảm thấy Tiên Lai Capital có một Tề Đẳng Nhàn châu bò như vậy rồi, vì sao còn tạo nên một Tổng Giám Đốc Thần Bí kia làm gì? Nói như vậy thì Tổng Giám Đốc Thần Bí thật ra chính là Tề Đẳng Nhàn. Kiều Thu Mộng nói, nếu cô muốn nói như vậy thì cũng không sai. Hướng Đông Tinh gật gật đầu. Nói xong lời này thì cô ta xoay người tránh đi,
biết rằng hiện giờ trong lòng Kiều Thu Mộng rất khó chịu, cũng không muốn quấy rầy người ta thêm nữa. Sở Vô Đạo ngẩn người hỏi, xin hỏi cô Kiều đây có quan hệ gì với Tề Đẳng Nhàn vậy? Dương Quan Quan kinh ngạc, anh biết hắn sao? Đâu chỉ quen biết, tôi ngồi tù mấy năm đều là cậu ấy chăm sóc tôi đấy. Sở Vô Đạo cười cười nói. Hai người Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn có thể quen biết được một nhân vật trâu bò như Sở Vô Đạo, hơn nữa quan hệ có vẻ còn không tệ. Nay lúc này, Tề Đẳng Nhàn lái con Aston Martin xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mẹ kiếp, đó là xe gì vậy? Aston Martin 177. Toàn thế giới chỉ sản xuất 77 chiếc, vậy mà thành phố Trung Hải của chúng ta có một chiếc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì giá của chiếc xe này ở trong nước hình như là hơn 4.000 vạn đúng không? Đúng là hơn 4.000 vạn, nhưng mấu chốt chính là người kia phải có mạch tài nguyên kinh lắm mới có thể mua được nó. Thời điểm mọi người nhìn thấy chiếc siêu xe thể thao này xuất hiện đều sôi nổi kinh hô ra tiếng. Cho dù là một số phú hào nhìn thấy một chiếc siêu xe như vậy cũng đều không nhìn được có chút chấn động, dù sao thì chiếc xe này tổng cộng trên toàn cầu cũng chỉ sản xuất có 77 chiếc mà thôi. Sở Vô Đạo nhìn thấy chiếc Aston Martin này thì sắc mặt biến đổi, cười nói, hai vị, tôi đi trước, tôi không muốn chạm trán với cậu ấy đâu, tôi sợ cậu ấy đánh tôi. Nói xong lời này, anh ta nhanh như chớp chạy tới xe của mình, trực tiếp nhấn chân ga chạy đi. Lần này anh ta tới đây chỉ là thuận theo gió tới chỗ hướng Đông Tinh phát tài mà thôi, không muốn bị Tề Đẳng Nhàn bắt được rồi đập cho một trận đâu. Sợ hắn đánh. Hai người Dương Quan Quan và Kiều Thu Mộng đều ngẩn ra, chẳng lẽ Tề Đẳng Nhàn thật sự dùng tay không đánh bại nhân vật lớn như Sở Vô Đạo. Aston Martin chậm rãi dừng lại ở cửa lớn khách sạn, cửa xe mở ra, Tề Đẳng Nhàn một thân tây trang màu đen tiêu sái như boss ngầm đi xuống. Một đầu tóc ngắn màu đen mặc vào một thân tây trang cũng màu đen, giày da trên chân cũng sáng chói lóa, tinh thần cả người đều có vẻ cực kỳ phấn chấn. Mọi người thấy người từ trên Aston Martin xuống thế mà là Tề Đẳng Nhàn thì hung hăng ngẩn ra. Không phải hắn là con rối sao? Sao có thể mua được một con xe ghê gớm như vậy để chạy thế? Mã Song thấy Tề Đẳng Nhàn bước từ trên Aston Martin xuống thì sợ tới mức camera trong tay run lên hai cái. Hôm qua lúc ông ta đâm phải đuôi xe hắn còn cho rằng Tề Đẳng Nhàn chẳng qua chỉ là một tên nghèo túng tới nỗi chỉ có thể lái Passat, nào đâu có biết rằng đó là một con Phaeton đâu. Hôm nay xe Tề Đẳng Nhàn lái còn càng khoa trương hơn, là một chiếc siêu xe đứng đầu bán với giá hơn 4.000 vạn ở trong nước. Không thể đắc tội với người này được, về sau mình sẽ không bao giờ nhắm vào Dương Quan Quan nữa, bằng không thể nào cũng bị hắn chơi chết. Cái tên này phỏng chừng chính là vị thần đế vẫn luôn ủng hộ Dương Quan Quan kia. Mã Song Long hãi hùng khiếp vía. Sau khi Tề Đẳng Nhàn xuống xe thì chuyển ra cửa ghế phó lái, rất có phong độ quân tử duỗi tay đỡ cửa xe. Lý Vân Uyển mặc một thân váy lễ phục màu đen, đôi chân đẹp với một đôi tất chân từ trong xe bước xuống, cô ta thoải mái đứng thẳng người phẩy phẩy tóc dài xóa tung đang rối, nhu thuận mà lại tự nhiên. Vòng tay Cartier kim cương trên cổ tay sáng lấp lánh, cả người đều toát ra vẻ minh diễm động lòng người. Dương Quan Quan nhìn tới mức ngẩn người, lẩm bẩm nói, sao Vân Uyển giống như càng trở nên xinh đẹp hơn vậy? Bởi vì nguyên nhân có bạn trai sao? Aston Martin 177, lúc trước mình muốn mua chiếc siêu xe này về chạy cũng không mua được. Từ Ngạo Tuyết thấy Tề Đẳng Nhàn thì ánh mắt trầm xuống, không hiểu vì sao hắn lại có được một chiếc siêu xe như vậy để lái. Ánh mắt mọi người nhìn Tề Đẳng Nhàn đều rất kinh ngạc, bởi vì chiếc siêu xe ngày hôm nay hắn chạy áp đảo tất cả mọi chiếc xe mà mọi người ở đây sở hữu. Không có xe của người nào có thể so được với chiếc Aston Martin 177 bản giới hạn toàn cầu này. Lúc này Kiều Thu Mộng chỉ có thể cười khổ, lúc trước cô ta nghi ngờ ly hôn với Tề Đẳng Nhàn chỉ vì tưởng rằng hắn mượn chiếc xe này ở chỗ của Tổng Giám Đốc Thần Bí nơi đó. Nhưng hiện tại Tổng Giám Đốc Thần Bí trong mơ tan biến. Chiếc xe này chỉ có thể là của Tề Đẳng Nhàn. Thực tế thì chiếc xe này là của Sở Vô Đạo, nhưng Sở Vô Đạo đã đóng gói cả Vân Đỉnh Thiên Cung đưa cho Tề Đẳng Nhàn rồi, đương nhiên trong đó cũng bao gồm luôn cả mấy cái siêu xe trong gara luôn. Nhìn thấy Lý Vân Uyển từ trên xe của Tề Đẳng Nhàn bước xuống, hơn nữa còn rất thoải mái hào phóng dựa vào cánh tay của Tề Đẳng Nhàn thì trong lòng cô ta nổi nên vô số cảm xúc ngũ vị tạp trần. Mình sẽ không hối hận, Kiều Thu Mộng cắn chặt răng. Nắm chặt nắm tay. Chỉ là, thật sự có thể không hối hận chút nào sao?
một số người có quen biết với Tề Đẳng Nhàn sau khi nhìn thấy hắn đều sôi nổi tiến lên chào hỏi. Thấy người tới cũng không sai biệt lắm nên Từ Ngạo Tuyết phất tay mời mọi người ngồi vào bàn. Bên trong khách sạn đã sớm sắp xếp ổn thỏa, rượu ngon ở đâu cũng có, không chỗ nào không hiển thị ra khí thế của tập đoàn Từ Thị. Dương Quan Quan đi tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn nói, oa, Tề Tổng Anh nha, vẫn luôn gạt tôi có đúng hay không? Tề Đẳng Nhàn hỏi, tôi gạt cô cái gì? Dương Quan Quan lập tức nói, lúc trước anh lừa tôi bảo là Tổng Giám Đốc Thần Bí sẽ xuất hiện, kết quả Hướng Tổng lại nói Tổng Giám Đốc Thần Bí này vốn không tồn tại, hoặc là nói đó chính là anh. Tề Đẳng Nhàn cười nói, vậy cô nghĩ kỹ lại thử xem lúc đó tôi nói với cô những gì. Ách, Dương Quan Quan nghẹn lời. Tề Đẳng Nhàn chỉ nói vị Tổng Giám Đốc Thần Bí đó tuổi xấp xỉ với mọi người, sau đó là bối cảnh ở đế đô gì gì đó, tất cả đều phù hợp với xuất thân và bối cảnh của hắn. Nghiêm khắc mà nói thì cái này thật ra không tính là lừa gạt. Cô rất thất vọng hả? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi. Tôi thì có gì mà thất vọng, dù sao ở Tiên Lai Capital cũng có một người xếp châu bò như anh rồi, có hay không có cái vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này cũng như nhau cả. Dương Quan Quan cười cười. Ồ, Tề Đẳng Nhàn gật đầu, có hơi tự đắc. Dương Quan Quan lại nói, ngược lại là Mộng Mộng cực kỳ thất vọng. Cậu ấy cho rằng Sở Vô Đạo tiên sinh mới chính là vị Tổng Giám Đốc Thần Bí kia, kết quả là không phải. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Thu Mộng, chỉ thấy cô ta đang cùng với mấy người bạn quen biết nói chuyện, tựa như cảm ứng được ánh mắt của mình nên quay đầu nhìn qua. Sau khi phát hiện ra Tề Đẳng Nhàn đang nhìn mình thì lập tức quay đầu sang chỗ khác, thậm chí còn có vẻ hơi kinh hoàng thất thố. Thật sự là hiện giờ cô ta không có cách nào đối mặt với Tề Đẳng Nhàn được cả. Vừa mới biết được những sự thật đó khiến cho cô ta một khi nghĩ đến sẽ lập tức tâm hoảng ý loạn. Tề Đẳng Nhàn hơi quay đầu lại nói, duyên phận giữa tôi và cô ta đã hết rồi, thật đáng tiếc là Tổng Giám Đốc Thần Bí mà cô ta luôn nghĩ tới vốn không hề tồn tại. Chúc mừng Từ Tổng, Liên minh Kinh tế Từ Thị càng thêm cường đại, người tham dự đầu tư vào càng ngày càng nhiều. Từ Tổng, cô nhất định phải dẫn theo mấy người quỷ nghèo chúng tôi làm giàu đi lên đấy. Ha ha ha, Từ Tổng. Chúc các cô hành động mã đáo thành công, dẫn theo chúng tôi một đường phát tài. Lúc này, một đám người đều đang xoay quanh Từ Ngạo Tuyết vuốt mông ngựa. Hướng Đông Tinh có 3 tỷ của Vương Vạn Kim đầu tư vào, thêm được 8 tỷ của Sở Vô Đạo, tổng cũng mới chỉ có 11 tỷ mà thôi, chỉ dựa vào chút tiền kém cỏi này hoàn toàn không thể nào xoay mình được. Những người đầu tư vào tập đoàn Từ Thị lập tức cảm thấy bản thân họ hiện giờ đã có thể như lã vọng buông cần. Từ Ngạo Tuyết tổ chức buổi yến hội này chính là muốn xây dựng bầu không khí như này, muốn khiến cho tập đoàn Hướng Thị bốn bề đều là địch, muốn để cho tất cả các doanh nhân ở tỉnh Đông Hải này đều phải tới tham gia đầu tư vào Liên minh Kinh tế Từ Thị. Loại xu thế này như quả cầu tuyết đang lăn vậy, càng lăn thì số vốn sẽ càng ngày càng lớn, nghiền ép tập đoàn Hướng Thị cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngọc Tiểu Long trước sau như một vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Cô không tham dự vào mấy câu chuyện đầu môi đó mà chỉ xuất phát dựa trên quan hệ bạn bè tốt với Từ Ngạo Tuyết giúp cô ta đầu tư chục tỷ từ Ngọc Gia, đương nhiên cái này cũng có thể mang lại lợi ích rất lớn cho Ngọc Gia. Bên người Hướng Đông Tinh có vẻ vắng lặng tới nỗi có thể răng lưới bắt chim được, sẽ không có người nào chọn thời điểm này tới đây nịnh bợ cô ta. Chỉ có Vương Vạn Kim và cô ta đứng chung một chỗ. Nhị đương gia, cậu đừng có gạt tôi đấy, hiện tại trong lòng tôi đang nhảy lên thình thịch đây này. Vương Vạn Kim nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đi tới thì cười khổ nói. Tôi lừa ông làm gì? Hơn nữa 3 tỷ kia đối với ông cũng có nhiều lắm đâu. Tề Đẳng Nhàn nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói. 3 tỷ cũng phải kiếm rất nhiều năm mới có được. Vương Vạn Kim bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn nói cười vui vẻ với Vương Vạn Kim mà mình có muốn trèo cao cũng không với tới được như vậy, trong lòng Kiều Thu Mộng càng cảm thấy hụt hẫng hơn. Cô ta đang muốn đi WC một chút. Kết quả vừa mới quay đầu đã đâm phải Lý Vân Uyển. Cậu không sao chứ Mộng Mộng, sao lại thất thần như vậy? Lý Vân Uyển đỡ Kiều Thu Mộng dậy, quan tâm hỏi. Vân Uyển, Kiều Thu Mộng thấy là Lý Vân Uyển thì thần sắc phức tạp, hiện giờ cậu đang ở chung một chỗ với hắn sao? Lý Vân Uyển ngẩn người, sau đó hơi gật đầu, nửa nói đùa nửa nghiêm túc hỏi, đúng vậy, không phải lúc trước cậu nói nếu như mình thích thì có thể trực tiếp tặng anh ấy cho mình sao? Ha ha. Mình thật sự rất thích anh ấy đấy. Kiều Thu Mộng bị những lời này của Lý Vân Uyển làm cho yết hầu có hơi khó chịu, nhẹ nhàng nắm chặt tay nói, đúng vậy.
cậu đã thích hắn như vậy thì cậu phải ở bên hắn thật tốt vào. Lúc này, yến hội của Từ Ngạo Tuyết đã tiến vào giai đoạn cao trào. Vài doanh nhân lúc trước thương lượng tốt với cô ta đứng dậy lớn tiếng nói phải đầu tư cho liên minh kinh tế Tử Thị, hơn nữa ra tay hào phóng, mỗi người đều là góp vốn mấy trăm triệu. Rất nhiều doanh nhân đứng ở phe trung lập thấy một màn như vậy cũng hơi có chút dao động, một đám sôi nổi tìm hiểu về liên minh kinh tế Tử Thị, nói bóng nói gió hỏi xem bọn họ có còn thiếu người đầu tư nữa hay không. Ha ha ha, mọi người đều đến vì Từ Ngạo Tuyết tôi đây, đó chính là vinh hạnh của tôi, mọi người nguyện ý đầu tư thì ai tôi cũng đều sẽ không từ chối. Từ Ngạo Tuyết cười phá lên, dũng cảm nói vậy đưa tới một trận vỗ tay hoan hô của mọi người. Tập đoàn Hướng Thị ở trong đông đảo các xí nghiệp cứ như vậy mà bị cô lập. Chỉ là nhìn thấy nhiều doanh nhân đứng về phe của Liên minh Kinh tế Tử Thị như vậy nhưng sắc mặt của Hướng Đông Tinh vẫn mảy may không có nửa điểm biến hóa. Cô ta vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, loại bình tĩnh này ở trong mắt của mọi người đều cho rằng cô ta đang cố ra vẻ trấn định. Dù sao thì con người cũng là động vật quần cư, một khi bị cô lập thì cảm giác phía sau đó sẽ không còn an toàn nữa. Từ Ngạo Tuyết tuyên bố lần cuối, hôm nay, ở trong yến hội này, Liên minh Kinh tế Tử Thị thu về 120 triệu tiên vốn. Hiện trường lập tức vang lên một trận vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, có nhiều vốn và nguồn trợ lực cường đại như vậy, tập đoàn Tử Thị có thể sánh ngang với vùng đất bất bại. Hoàng Văn Đào cũng hơi vỗ tay một chút, trong lòng lại tính toán thử một chút số vốn tổng mà Liên minh Kinh tế Tử Thị hiện có, sợ không chỉ có hơn 500 triệu mà thôi. Dầu có nhiều tiền như vậy thì sao Từ Ngạo Tuyết có thể thua được? Ông ta liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, cười lắc lắc đầu, lúc trước Tề Đẳng Nhàn nói chuyện giật gân như vậy phỏng chừng là muốn giảm bớt áp lực lên tập đoàn Hướng Thị. Tề Đại Sư, việc lần trước tôi không đồng ý với cậu, cậu cũng đừng trách tôi nữa. Tôi chỉ là một thương nhân, mà thương nhân thì chỉ để ý tới lợi ích. Hoàng Văn Đào chủ động bưng ly rượu tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn giải thích. Hoàng đại tiên sinh khách sáo rồi, lựa chọn như thế nào là quyền của ông, tôi sẽ không trách móc ông gì cả. Tề Đẳng Nhàn chạm ly với Hoàng Văn Đào, mỉm cười nói. Hoàng Văn Đào gật gật đầu, Tề đại sư không ngại thì tốt rồi, mọi người sau này vẫn là bạn tốt, có chuyện gì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tề Đẳng Nhàn nói, Hoàng đại tiên sinh thật sự không muốn suy xét kỹ lại một lần nữa sao, xác định muốn đầu tư vào Liên minh Kinh tế Tử Thị. Hoàng Văn Đào nói, doanh nhân Đông Hải phần lớn đều tham dự vào Liên minh Kinh tế Tử Thị, tôi tất nhiên sẽ không ngoại lệ. Tề Đẳng Nhàn cười cười, lời khuyên hay khó bảo được quỷ đáng chết, chỉ mong sao Hoàng Văn Đào không đầu tư nhiều tiền lắm, nếu không đến lúc đó toàn bộ mất trắng thì hắn cũng sẽ bận lòng. Hoàng Đại Tiên Sinh, Tề Tổng tới nói với ông chuyện này là nể mặt mũi bạn bè với ông. Hướng Đông Tinh ở một bên không nóng không lạnh nói một câu. Tự nhiên tôi cũng sẽ đối đãi với Tề Tổng như bạn bè, nhưng mối quan hệ này hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một câu ngạn ngữ của nước Mỹ gì mà kinh doanh chính là kinh doanh. Hoàng Văn Đào cười nói. Hướng Đông Tinh cười cười, trong nụ cười thế mà có một tia trào phúng khiến cho Hoàng Văn Đào cảm thấy có chút khó chịu. Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ lại ngay lúc này đi tới, nghiễm nhiên đã mang theo một cỗ tư thái của người thắng cuộc, dùng cảm giác từ trên cao nhìn xuống dưới liếc Hướng Đông Tinh. Chẳng có lẽ Hướng Tổng đây cảm thấy rằng đầu tư vào tập đoàn Hướng Thị mới là lựa chọn chính xác sao? Từ Ngạo Tuyết mỉm cười hỏi. Đầu tư là lựa chọn của cá nhân, tôi cũng không tiện đánh giá. Nhưng thời gian sẽ cho ra kết quả, thái độ của Hướng Đông Tinh vẫn không nóng không lạnh như cũ. Từ Ngạo Tuyết hơi hơi mỉm cười, vùng cánh tay lên xẹt qua đông đảo doanh nhân ở hiện trường, nói, Hướng Tổng, nhiều người đầu tư vào Liên minh Kinh tế Tử Thị của chúng tôi như vậy. Cô nói thử cho tôi nghe xem tôi thua như thế nào được đây. Vương Hổ cũng đúng lúc thở dài một tiếng, nói, Hướng Tổng, nếu như lúc trước cô đồng ý lời theo đuổi của tôi thì hiện giờ sao lại có nhiều chuyện như này đâu. Chuyện Vương Hổ theo đuổi Hướng Đông Tinh nên cô ta tất nhiên biết rất rõ rằng Vương Hổ chính là vì khối tài sản cách xù mang tên tập đoàn Hướng Thị nên mới đến, vì thế sẽ không thể nào đồng ý, thậm chí còn hung hăng nhục mạc Vương Hổ một phen. Sau đó Vương Hổ bị chọc giận. Bắt đầu mượn lực lượng của Long Môn chèn ép tập đoàn Hướng Thị. Nhưng tập đoàn Hướng Thị dù sao cũng là xí nghiệp đứng đầu tỉnh Đông Hải này, tài sản dòng trong tay lên tới chục tỷ, sao có thể dễ dàng cúi đầu cho được. Hai người này ra tay khiến cho Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy có cơ hội thương nghiệp nên nảy ra ý niệm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Trận chiến tranh thương nghiệp lớn này xét cho cùng cũng là do tình tự mình rước họa vào thân. Sao Hướng Tổng có thể nhìn chúng loại người nguy hiểm như này được? Quay về nhảy vào lò luyện lại một lần có thể còn có hy vọng. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái, đứng ở bên cạnh Hướng Đông Tinh, duỗi tay ôm bả vai của cô ta. Khiến người khác kinh ngạc chính là thế mà Hướng Đông Tinh lại không có bất kỳ phản ứng gì cả, thản nhiên tiếp nhận bàn tay to của hắn để trên bả vai. Vương Hổ nghe thấy lời này, lại nhìn thấy động tác của Tề Đẳng Nhàn thì càng thêm nổi trận lôi đình. Hướng Đông Tinh chính là nữ thần mà anh ta cầu còn không được, thế mà hiện giờ nữ thần lại bị một tên nhãi nhép bản thân mình khinh thường khinh nhờn. Hướng Tổng, mấy việc trải chiếu gấp chăn tôi đều đã làm xong rồi, nếu cô cúi đầu sớm một chút nhận lời thua cuộc thì nói không chừng còn có thể giữ lại được một ít địa vị và tài sản của mình. Nhưng nếu cô vẫn chấp mê bất ngộ cứng đầu, đến lúc đó phá sản cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Ồ, thế mà tôi lại quên mất là không phải vừa rồi cô mới nói là cô vẫn còn con át chủ bài sao? Tôi muốn nhìn thử một chút xem ngoại trừ 8 tỷ kia của Sở Vô Đạo thì cô còn có con át chủ bài nào. Từ Ngạo Tuyết ngạo mạn đầy mặt, bế nghễ nhìn xuống Hướng Đông Tinh, cho rằng chính mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mọi người cũng phóng ánh mắt tới trên người Hướng Đông Tinh, muốn nhìn thử một chút xem lúc này cô ta muốn đáp trả lại Từ Ngạo Tuyết thế nào. Nếu không đánh trả lại được chiêu nào hữu lực thì địa vị của tập đoàn Hướng Thị sẽ chỉ ngày càng xấu sổ thêm, đến lúc đó nói không chừng mấy xí nghiệp có hợp tác với tập đoàn Hướng Thị sẽ là người đầu tiên bội ước chạy trốn. Hướng Đông Tinh bình tĩnh nói, mấy người tốn không ít tiền đi thu mua cổ phiếu của tập đoàn Hướng Thị rồi đi. Cũng dùng tiền chèn ép con đường của tập đoàn Hướng Thị đúng không? Nếu tôi đoán không sai thì số tiền đó hẳn phải trên dưới 200 triệu đúng không? Khóe miệng Từ Ngạo Tuyết hơi giật, nói, không sai, nhưng hiện giờ trong tay tôi vẫn còn có mấy chục tỷ, đến nỗi cụ thể là nhiều hay ít thì cô cứ đoán thử xem. Mọi người nghe thấy lời này đều hít vào một hơi. Không nghĩ tới cục diện tranh đấu giữa hai thế lực lớn đã tới tình trạng này rồi. Hơn nữa, tự tin của Từ Ngạo Tuyết so với trong tưởng tượng của bọn họ còn muốn tự tin hơn. Từ Ngạo Tuyết, cô kéo Ngọc Tướng Quân cùng với nhiều doanh nhân, thậm chí là một ít thế lực ở đế đô xuống nước như vậy, nếu cô thua thì chỉ có một cục diện tan xương nát thịt, chỉ sợ là ngay cả Từ gia cũng không thể bảo vệ được cho cô. Hướng Đông Tinh híp hai mắt của mình lại, cười lạnh nói. Thua như thế nào? Từ Ngạo Tuyết hỏi. Vương Hổ ở một bên cũng ha ha cười, nói, Hướng Tổng, có đôi khi cúi đầu rất khó, nhưng cúi đầu cũng là lựa chọn duy nhất. Hướng Đông Tinh lại cười phá lên, nói, thua như thế nào? Được, hôm nay tôi nói cho cô biết thua như thế nào. Nói xong lời này cô ta nhìn quanh quất bốn phía, tựa như nữ hoàng đang tuần tra quần thần, trần ngập khí phách lẫn cao ngạo. Cuối cùng cũng muốn để lộ lá bài tẩy này. Lý Vân Uyển thấy một màn này cũng không nhịn được dùng hai mắt đánh giá Tề Đẳng Nhàn, khóe miệng mang theo một tia ý cười. Sau hôm nay, cái tên Tề Đẳng Nhàn này sẽ khiến những doanh nhân này đó ở đây nhớ thật kỹ hắn, sẽ không có ai dám bỏ qua hắn nữa. Nguyện nghe kỹ càng. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói. Ngọc Tiểu Long cũng rời ánh mắt về phía này, cô ta cũng rất muốn biết con át chủ bài cuối cùng của Hướng Đông Tinh này rốt cuộc là cái gì. Hướng Đông Tinh duỗi tay vỗ vào vai Tề Đẳng Nhàn một cái, cười lạnh với đám người Từ Ngạo Tuyết, nói át chủ bài lớn nhất của tôi chính là hắn, Tề Đẳng Nhàn. Lời này vừa ra lập tức khiến hiện trường oanh động. Đầu óc Kiều Thu Mộng cũng ngốc lăng, sao Hướng Đông Tinh có thể nói ra được lời nói như vậy chứ? Chẳng sợ Tề Đẳng Nhàn có năng lực cường đại như nào đi nữa thì cũng sẽ không có biện pháp nào có thể xoay chuyển được cục diện ác liệt hiện giờ. Hắn có thủ đoạn gì có thể khiến cho tập đoàn Hướng Thị hồi xuân đây? Hiện tại có thể phá vỡ cục diện này chỉ có thể là nguồn vốn vô tận, áp đảo gấp đôi được tài chính bên phía Liên minh Kinh tế Từ Thị. Hoàng Văn Đào nghe thấy lời này cũng khẽ nhíu mày, Tề Đẳng Nhàn cũng đã từng nói qua với ông ta những lời như vậy. Có Tề Đẳng Nhàn hắn ở đây, như vậy thì tập đoàn Hướng Thị nhất định sẽ không thua. Ông ta chỉ cảm thấy rằng đây chỉ là lời nói cuồng vọng của Tề Đẳng Nhàn mà thôi. Nhưng hiện giờ ngay cả Hướng Đông Tinh cũng đã nói như vậy. Lời Hướng Đông Tinh vừa nói tựa như một cơn bão lớn, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Con át chủ bài của cô ta không phải Sở Vô Đạo, cũng không phải bất cứ ông to bà lớn nào khác mà lại là Tề Đẳng Nhàn, là một tên cảnh ngục cấp 2 không biết chui ra từ xó xỉnh nào này sao? Trò đùa xuyên lục địa ở đâu ra vậy chứ? Ha ha ha! Ngay sau đó,
xung quanh bỗng vang lên từng tràng cười giòn giã, mọi người đều cảm thấy Hướng Đông Tinh đúng là đang giở trò vặt vãnh. Một tên quèn như Tề Đẳng Nhàn rõ ràng không thể có năng lực khiến cho tập đoàn Hướng thị trở mình, cải tử hoàn sinh. Đám người ở đây đều bị dọa cho khiếp sợ, cho dù là Dương Quan Quan cũng cảm thấy chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi. Sở Vô Đạo, ông trùm bí ẩn sau màn trong tưởng tượng của mọi người cũng chỉ cống hiến có 8 tỷ để duy trì tài chính, thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Tề Đẳng Nhàn rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì? Hướng Tổng, cô đừng nói đùa nữa, sao cô lại nói với chúng tôi rằng tên này là lá át chủ bài của cô chứ? Vương Hổ lập tức bật cười ha hả, anh ta vừa cười vừa lắc đầu. Hướng Tổng đùa vậy chẳng buồn cười chút nào đâu, con kiến như Tề Đẳng Nhàn thì lấy đâu ra năng lực giúp cô trở thành người chiến thắng cơ chứ? Từ Ngạo Tuyết mặt lạnh như tiền tiếp lời. Ngọc Tiểu Long lại nhìn Hướng Đông Tinh bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, không hiểu sao trong lòng cô ta lại nảy sinh cảm giác bất an, cô ta cũng không biết lý do vì sao, có lẽ tên Tề Đẳng Nhàn này không đơn giản như những gì mọi người trông thấy. Hướng Tổng, cô không nói đùa với chúng tôi đấy chứ? Cậu ta chính là át chủ bài lớn nhất của tập đoàn Hướng thị chúng ta đấy sao? Sau khi nghe được những lời này, mấy người quản lý cấp cao của tập đoàn Hướng thị đi theo Hướng Đông Tinh tới tham gia bữa tiệc này đều không kìm nổi cơn tức. Từ mấy ngày trước tới tận bây giờ, bọn họ đều thấy Hướng Đông Tinh một mực duy trì trạng thái bình tĩnh thong dong, cũng cảm thấy Hướng Đông Tinh có một con át chủ bài vô cùng lợi hại. Làm gì có ai ngờ được hôm nay Hướng Đông Tinh có thể nói ra mấy lời khiến người khác sốc toàn tập này, hơn nữa Sở Vô Đạo cũng không phải ông trùm bí ẩn đứng đằng sau, điều này hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của bọn họ. Đáp án như thế này đến quá bất ngờ, khiến cho bọn họ cảm giác kinh hồn táng đảm, nếu sự thật là như vậy, chẳng lẽ tập đoàn Hướng thị sẽ biết thành miếng thịt đã kê trên mặt thớt hay sao chứ? Hướng Đông Tinh nhàn nhạt đáp, ai nói đùa với các người cơ chứ? Các người cảm thấy tôi là một kẻ thích đùa cợt hay sao? Vẻ mặt của Tề Đẳng Nhàn lại cực kỳ bình tĩnh, trước những câu bỡn cợt kia, anh chẳng khác nào kẻ mắt điếc tai ngơ, hoặc có thể nói, hắn cũng đã quen với thái độ như vậy. Hướng Tổng à, đầu của cô bị uống nước hay sao chứ? Sao có thể nói ra mấy lời như vậy được? Hướng Tổng luôn luôn được mọi người khen là xử sự khôn khéo, sao hôm nay lại phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy cơ chứ? Xem ra tập đoàn Hướng thì quả đúng là, có bệnh thì vái tứ phương, Hướng Đông Tinh không có át chủ bài, cho nên mới nói ra mấy lời tỏ vẻ bí hiểm như thế này. Tôi thấy cũng đúng, tay họ Tề không có điểm nào xuất chúng hết. Chẳng lẽ hắn có thể mang đến mấy chục tỷ góp vốn hay sao chứ? Có đánh chết tôi cũng không tin. Mọi người đều đồng loạt xôn xao lắc đầu, cảm thấy đầu óc Hướng Đông Tinh đang có vấn đề, không biết lựa lời mà nói. Từ Ngạo Tuyết lắc đầu nói, cái gọi là gặp được kẻ tài, có kỳ phùng địch thủ. Tôi còn tưởng rằng Hướng Tổng sẽ là một đối thủ xứng tầm, nhưng hôm nay xem ra cũng chỉ có thế mà thôi. Vương Hổ cũng cười nói, Hướng Tổng có biết để đối phó với tập đoàn Hướng thị, chúng tôi phải chuẩn bị bao nhiêu tiền không? Vậy mà Hướng Tổng lại chỉ có chút năng lực thế này thôi sao? Thật là khiến cho chúng tôi thất vọng quá đi thôi. Nghe vậy, mọi người cũng đều bật cười theo, bọn họ cảm thấy Hướng Đông Tinh đã phô bày ra toàn bộ bản lĩnh của cô ta rồi. Tề Tổng, bọn họ đều đang khinh thường anh đó, anh có muốn để đám người này trợn mắt há mồm một phen không? Hướng Đông Tinh quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, Tề Đẳng Nhàn đưa tay sờ mũi mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng mà nở một nụ cười. Sau đó, hắn đi lên phía trước, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn lên người hắn, đám người này đều muốn nhìn xem hắn có thể làm được trò trống gì. Tề Đẳng Nhàn làm bộ ho khan một tiếng, sau đó nhoẻn miệng cười với mọi người ở đây, hắn nói kẻ hèn Tề Đẳng Nhàn này, lấy danh nghĩa cá nhân, góp vốn 10 tỷ cho tập đoàn Hướng thị. Sau khi nghe được mấy lời này, mọi người đều không cho là thật, nói miệng thì ai mà chẳng biết nói cơ chứ. Hơn nữa, cho dù hắn thật sự có đâu tỷ, vậy thì cũng không đủ dùng đâu. 10 tỷ cùng lắm cũng chỉ có thể duy trì tập đoàn Hướng thị thêm một thời gian nữa mà thôi, lấy đâu ra tác dụng cải tử hoàn sinh cơ chứ. Cuối cùng chẳng phải cũng sẽ bị liên minh thương nghiệp của Từ thị cắn nuốt từng chút một như tằm ăn lá dâu hay sao? Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết vô cùng lạnh lẽo, cô ta tỏ vẻ khinh thường. Nếu như anh ta thật sự có thể lôi ra 10 tỷ tiền vốn, vậy thì tôi đảo cũng không ngại kiếm thêm một chút tiền với mọi người. Sau khi cô ta nói xong lời này, đám doanh nhân xung quanh đều không khỏi bật cười ha hả.
Bọn họ thậm chí chỉ ước sao cho Tề Đẳng Nhàn thật sự có thể lấy ra 10 tỷ thật, nếu chuyện này diễn ra như vậy, bọn họ có thể kiếm thêm không ít tiền lời. Kiều Thu Mộng nghe được những lời này của Tề Đẳng Nhàn thì tỏ ra vô cùng khiếm đảm, Tề Đẳng Nhàn lấy đâu ra 10 tỷ cơ chứ? Nếu sự thật là như vậy, vậy thì đám người nhà họ Kiều, bao gồm cả cô ta, trước kia chế nhạo bấn cờ Tề Đẳng Nhàn có khác gì làm trò không cơ chứ? Mọi người đều cảm thấy hắn đã nghèo tới nỗi khố rách áo ôm nên lúc này mới tới cậy nhờ Kiều gia, nhưng hắn vừa quay đầu đã có thể lấy ra 10 tỷ để duy trì tập đoàn Hướng Thị, chuyện này là sao chứ? Tôi nói 10 tỷ, nhưng không phải là tiền tệ của Trung Quốc. Tề Đẳng Nhàn hơi rũ mắt, hắn vừa cười vừa đáp lại. Vậy thì là tiền tệ của Zimbabwe sao? Ha ha ha. Ha ha ha, cũng có thể là tiền tệ của Venezuela đó. Không tồi không tồi, 10 tỷ này để cho mọi người ở đây chùi đít chắc cũng đủ nhỉ. Mọi người nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói như vậy đều không nhịn được cười, bọn họ cảm thấy hắn chẳng khác gì một tên hề. Tề Đẳng Nhàn quét mắt nhìn mọi người ở đây một lượt, hắn nói, 10 tỷ này là tiền USD. Cổ Tân Tư Cơ đã gom góp được tổng cộng 50 tỷ tiền USD để giao cho Tề Đẳng Nhàn, có điều Tề Đẳng Nhàn cũng không định dùng toàn bộ số tiền ấy trong lần này. Nếu như bây giờ đột ngột ném ra 50 tỷ USD, vậy thì đám người từ Ngạo Tuyết sẽ nhận thấy tình thế không ổn, nhất định sẽ lo cho chính thân mình mà bỏ của chạy lấy người, vậy thì lợi nhuận mà tập đoàn Hướng Thị thu về được cũng chẳng có bao nhiêu. Lấy một chút tiền này ra làm mồi câu, khiến cho Từ Ngạo Tuyết thấy mình còn hy vọng thắng được kèo này, để cho bọn họ rót vào càng nhiều tiền hơn, đến lúc đó, tập đoàn Hướng thì cũng có thể ăn lời nhiều hơn. Cái gì? Mọi người lập tức trợn mắt há mồm, nói không nên lời. Kiều Thu Mộng cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, 10 tỷ USD sao? Tề Đẳng Nhàn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Tỷ giá đối hoái giữa nhân dân tệ và đồng USD ước chừng khoảng 7 lần. Nói cách khác, 10 tỷ USD tương đương với 70 tỷ nhân dân tệ. Nếu tập đoàn Hướng Thị thật sự có được 10 tỷ USD tiền vốn, vậy thì trong trận đại chiến một mất một còn này, bọn họ cũng không phải không có khả năng phản công. Sao hắn có thể có tiền nhiều như vậy? Kiều Thu Mộng mấp máy miệng, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Lý Vân Uyển, chỉ thấy khuôn mặt Lý Vân Uyển lộ rõ ý cười, ánh mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn ngập tràn vẻ ái mộ. Tự hào và hãnh diện, quả là một cô gái đang rơi vào bể tình. Ánh mắt Dương Quan Quan nhìn Tề Đẳng Nhàn thậm chí còn kích động hơn, thậm chí còn có đôi phần kinh ngạc. Từ Ngạo Tuyết lập tức cười một tiếng, cô ta lạnh giọng nói, 10 tỷ USD. Ha ha, nói được thì cũng nên lấy ra được đó. Bây giờ tôi cũng có thể nói rằng tập đoàn Từ Thị của chúng tôi đang có 100 tỷ USD dự trữ đáy nhỉ. Nói chuyện cũng cần phải có chứng cứ rõ ràng. Tề Đẳng Nhàn cong môi cười Từ Ngạo Tuyết, hắn nghiêm túc đáp lời, yên tâm, tôi đã nói muốn để cô vẫy đuôi lấy lòng tôi, vậy thì nhất định sẽ làm được. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn làm bộ ho khan một tiếng, hắn nói, xin làm phiền ngài Suýp, người đứng đầu ngân hàng Thụy Quốc ở nước Hoa ra mặt, làm chứng giúp tôi việc này. Lời này vừa nói ra, đầu của đám người ở đây đồng loạt nổ tung, như thể có một quả bom rơi trúng chỗ của bọn họ vậy. Người phụ trách ngân hàng Thụy Quốc ở nước Hoa, ngài Suýp. Ông ta có mặt ở đây sao? Ngân hàng Thụy Quốc chính là ngân hàng lớn nhất thế giới đó. Từ trước đến nay Thụy Quốc vẫn luôn là một quốc gia trung lập, cho nên các doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn cầu đều an tâm gửi vốn ròng ở đó. Điều này cũng tạo nên danh tiếng của ngân hàng Thụy Quốc ở khắp nơi trên thế giới. Quả nhiên, một người nước ngoài với mái tóc vàng và mắt xanh khoảng chừng hơn 50 tuổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ông ấy khom lưng chào mọi người, sau đó mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn, nói rằng, ngài Tề đáng kính, xin chào ngài. Tề Đẳng Nhàn nắm lấy tay Suýp, bình tĩnh đáp rằng, xin phép được giới thiệu với mọi người đôi câu, vị này chính là người đứng đầu ngân hàng Thụy Quốc ở khu vực Hoa Quốc, ngài Suýp. Quả đúng là Suýp, tôi từng vinh hạnh được gặp ông ấy một lần. Ôi, nếu như vậy, chuyện Tề Đẳng Nhàn rót vốn cho tập đoàn Hướng Thị 10 tỷ USD. Thật sự không phải là nói phét sao? Vô nghĩa, chẳng trách Hướng Đông Tinh lại coi người này là con át chủ bài của cô ấy, thì ra anh ta có nhiều tiền như vậy. Từ khi trông thấy Suýp, mọi người ở đây đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Từ Ngạo Tuyết đã gặp gỡ Suýp vài lần, sắc mặt cô ta tức khắc tối sầm lại, nếu như Tề Đẳng Nhàn có thể mời được Suýp tới đây, vậy thì hiển nhiên, chuyện 10 tỷ USD kia không thể nào là giả.
Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được là người đứng ra làm chứng, cũng rất vinh hạnh khi có thể làm việc cho ngài Tề đây. Sweep nói với Tề Đẳng Nhàn. Khách khí rồi, làm phiền ông giúp tôi một chuyện, đó là chuyển hết số tiền này về bộ phận tài chính của tập đoàn Hướng Thị. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt bảo. Sweep không nói hai lời, lập tức mở túi của mình lấy ra một chiếc máy tính bảng chuyên dụng, nhanh chóng làm thao tác chuyển tiền. Sweep làm xong hết các thao tác cần thiết, sau đó đưa máy tính bảng tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn nói với hắn, mời ngài cung cấp dấu vân tay. Tề Đẳng Nhàn ấn dấu vân tay của mình lên máy tính bảng, sau đó màn hình biểu thị hắn đã chuyển khoản thành công. Thưa ngài Tề đáng kính, và cả cô Hướng nữa, 10 tỷ USD đã được chuyển từ tài khoản ngân hàng ở Ngân hàng Thụy Quốc của ngài Tề tới tài khoản trung gian của bộ phận tài chính tập đoàn Hương Thị, xin hãy nghiệm thu. Sweep nói. Hướng Đông Tinh gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại di động nhìn qua một lượt, cô ta nói, tiền đã tới tài khoản của Hướng Thị, cảm ơn sự hỗ trợ của ngài Sweep ngày hôm nay. Sweep cười nói, hết lòng tận tụy vì khách hàng chính là tôn chỉ của ngân hàng chúng tôi, cô Hướng không cần khách khí. Sweep lịch sự khom lưng chào tạm biệt mọi người có mặt ở đây, sau đó nhanh chóng rời đi. Đám người ở đây nhất thời không nói được lời nào. Bọn họ vốn tưởng rằng Tề Đẳng Nhàn chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót, tới đây để khua môi múa mép mà thôi. Nào có ai ngờ rằng, hắn thật sự có thể chi ra 10 tỷ USD, lại còn mời được cả người đứng đầu ngân hàng Thụy Quốc ở Hoa Quốc tới đây, đích thân làm thao tác chuyển khoản. Sự kiện như thế này chẳng khác nào một cú tát giáng thẳng lên mặt những kẻ dám buông lời chế nhạo. Oa, Mộng Mộng, sao Tề Tổng lại có tiền như vậy được chứ? Trước kia cậu không hay biết gì về việc này sao? Dương Quan Quan giữ chặt lấy tay Kiều Thu Mộng mà lắc qua lắc lại, ngữ điệu vô cùng kinh ngạc. Tớ không biết. Khóe miệng Kiều Thu Mộng giật giật hai cái, bản thân cô ta cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ở đây có nhiều người như vậy, vào giờ khắc này, người đang cảm thấy bối rối nhất, không ai khác ngoài Kiều Thu Mộng. Từ khi tự Tề Đẳng Nhàn tiến vào nhà họ Kiều tới nay, hắn đã phải đối mặt với không ít lời châm chọc mỉa mai từ cô ta và người nhà của cô ta, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, là một tên nhà quê chết tiệt. Nhưng Tề Đẳng Nhàn của ngày hôm nay, lại có thể chi ra 10 tỷ USD để rót vốn cho tập đoàn Hướng Thị, thậm chí còn có thể mời cả ngài Sweep, người đứng đầu ngân hàng Thụy Quốc trong khu vực Hoa Quốc tới đây để trợ uy. Bây giờ nhớ lại chuyện xưa, phải chăng chính cô ta mới là kẻ không xứng với hắn? Vào thời khắc này, cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao tại quán ba hôm đó Diệp Phong lại nói mấy lời vậy. Cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao anh ta nghi ngờ cô ta giả mạo vợ của Tề Đẳng Nhàn. Trong vô thức, Kiều Thu Mộng đã cắn chặt môi của mình tới nỗi bật cả máu, từng giọt máu tươi dần chảy xuống, vừa nhớt lại vừa tanh tưởi, vô cùng xót xa. Ngọc Tiểu Long nhíu mày chặt, trong lòng cô ta bây giờ chỉ có cảm giác khó hiểu, rốt cuộc Tề Đẳng Nhàn lấy đâu ra 10 tỷ USD. Nếu như hắn còn ở nhà họ Tề, vậy thì chuyện này vẫn còn xảy ra được, nhưng từ sau sự kiện động trời kia, hắn và nhà họ Tề đã cắt đứt quan hệ, mười mấy năm nay chưa từng liên hệ. Cô ta mới về Đế Đô được mấy ngày, cũng chỉ có thể gom góp được từ nhà họ Ngọc chục tỷ nhân dân tệ để đem tới trợ giúp từ Ngạo Tuyết, nhưng Tề Đẳng Nhàn vừa vung tay đã tiêu hẳn 10 tỷ USD. Tập đoàn Hướng Thị bây giờ đã có 10 tỷ USD làm vốn, trận này cũng không phải không đánh được chứ nhỉ. Đúng vậy, hươu chết về tay ai, bây giờ đúng là khó mà nói cho rõ được. Có điều tôi vẫn rất coi trọng liên minh thương nghiệp của tập đoàn Từ Thị, bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa có rất nhiều doanh nhân ở đây đều gia nhập vào liên minh, phần thắng rất lớn. Khi trước tập đoàn Hướng Thị phía trước không có lấy 1% thắng lời, bây giờ đã được rót 10 tỷ USD, vậy thì ít nhiều gì cũng nắm được 10-20% thắng lợi rồi. Mọi người đều thấp giọng bàn tán. Tập đoàn Hướng Thị có được 10 tỷ USD này, có thể coi như đã tạm thời chữa cháy được. Vương Đông, con trai của Vương Vạn Kim không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía cha mình, hạ giọng nói, ba, 10 tỷ USD cũng không đủ đâu. Với tình trạng hiện tại của tập đoàn Hướng Thị, nếu như không có hơn 100 tỷ, vậy thì tình hình khó mà cứu vãn được. Vương Vạn Kim bình tĩnh đáp lại, chuyện này tất nhiên là ba biết, có điều con đã từng gặp kẻ nào vừa mới trào sân đã dùng ngay tuyệt chiêu của mình chưa? Vương Đông ngẩn người, cậu ta hiểu được mấy lời này của Vương Vạn Kim. Ý của ông ta là, Tề Đẳng Nhàn nhất định vẫn còn một át chủ bài khác, chứ mọi chuyện không thể chỉ dừng lại ở 10 tỷ đô la Mỹ này.
10 tỷ USD quả thật là một con số không nhỏ, thậm chí còn có thể nói là rất lớn. Có điều 10 tỷ này của anh, tôi ăn chắc rồi. Tôi nói rồi đó. Sau vài phút ngắn ngủi không khống chế được cảm xúc của mình, Từ Ngạo Tuyết khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, vừa cao ngạo vừa điềm đạm. Xem, từ hôm nay trở đi, tập đoàn Hướng Thị sẽ khai chiến với tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ khác. Sau khi nghe Tề Đảng Nhàn nói xong lời này, Hướng Đông Tinh cũng gật gù, cô ta nói, làm ăn chính là làm ăn, một vài người bạn nếu như nhất định phải đứng ở phe đối lập với tôi, vậy thì cũng chớ có trách tôi không nể tình. Mọi người nhớ lại tính cách máu lạnh vô tình của Hướng Đông Tinh khi trước, đều vô thức dùng mình một cái. Có điều, nghĩ đến chuyện liên minh thương nghiệp của Từ Thị có nhiều doanh nhân rót vốn như vậy, hơn nữa Từ Ngạo Tuyết còn có Ô Dù ở đế đô, còn có thêm sự trợ giúp của Ngọc Tiểu Long, đám người đó lại cảm thấy cho dù thế nào bọn họ cũng sẽ không thua. Sau khi Hướng Đông Tinh đánh ra lá át chủ bài này, một vài kẻ trung lập đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Bọn họ vốn dĩ muốn đầu tư vào liên minh thương nghiệp của tập đoàn Từ Thị, nhưng lúc này lại cảm thấy vẫn nên đứng ngoài xem bọn họ đấu đá thì hơn, chứ không cần nhúng tay vào trận chiến sống còn này, kẻo trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Đến bây giờ trò chơi này mới được xem như thú vị hơn một chút. Có điều, người thắng cuộc trong cuộc chơi này chỉ có thể là tôi. Từ Ngạo Tuyết vô cùng tự tin, dõng dạc tuyên bố. Tề Đảng Nhàn chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh nhạt. Hắn rất lười đôi co và phản bác Từ Ngạo Tuyết, hiện thực sẽ giáng cho cô ta một cú tát đau điếng, dạy cho cô ta biết cách để buông cái tôi cao ngất của mình xuống mà nói chuyện đàng hoàng với người khác. Hoàng Văn Đào nhìn Tề Đảng Nhàn, cảm thấy chẳng trách đối phương lại có nhiều sự tự tin như vậy, có điều với 10 tỷ USD này, tập đoàn Hướng Thị sẽ thật sự có phần thắng sao? Chuyện này chưa nói chắc được. Cho dù nhìn theo hướng nào cũng vẫn thấy liên minh thương nghiệp của tập đoàn Từ Thị chiếm phần thắng cao hơn. Lý Vân Uyển bỗng dưng nói với Tề Đảng Nhàn, sao mới chỉ đưa ra 10 tỷ, không phải con số mà anh có còn lớn hơn sao? Anh sợ dọa cho bọn họ chạy mất dép, đến lúc đó thì không kiếm lời được bao nhiêu. Tề Đảng Nhàn thấy Lý Vân Uyển vươn một bàn tay ra, hắn không kìm lòng được mà bật cười, duỗi tay quẹt một cái lên mũi cô. Ha ha ha, tố chất tâm lý của em kém thật đó. Lý Vân Uyển nghe vậy cũng cảm thấy buồn cười. Nếu như Từ Ngạo Tuyết biết Hướng Đông Tinh có hơn 50 tỷ USD dùng đến lúc nào cũng được, chỉ e cô ta sẽ vội vàng đóng gói hành lý chạy về đế đo trong đêm mất thôi. Nhưng có điều, vừa nãy khi anh đứng ra tuyên bố đầu 10 tỷ USD cho tập đoàn Hướng Thị, trông anh thật sự rất đẹp trai đó. Lý Vân Uyển tán thưởng, Kiều Thu Mộng thấy hai người bọn họ nói cười cười với nhau, trong lòng cô ta càng thêm hụt hẫng, cô ta mím chặt môi, không cùng chào hỏi một ai. Cứ thế mà lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc này. Trong buổi tiệc mà Từ Ngạo Tuyết tổ chức ngày hôm nay, tuy rằng không xảy ra chuyện xung đột gì lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bởi vì bữa tiệc này đã xuất hiện quá nhiều tin chấn động. Bây giờ mới có kịch hay để xem chứ. Tập đoàn Hướng Thị được đầu tư 10 tỷ USD, liên minh thương nghiệp tập đoàn Từ Thị muốn thắng cũng không dễ nữa rồi. Ha ha, cũng chẳng tăng được thêm mấy phần khí thế. Chỉ cần tướng quân Ngọc Tiểu Long đứng về phía liên minh thương nghiệp tập đoàn Từ Thị, vậy thì khả năng giành được thắng lợi của tập đoàn Hướng Thị cũng chỉ xấp xỉ bằng không thôi. Tập đoàn Hướng Thị nhận được 10 tỷ USD này chẳng qua cũng chỉ là cầm chừng được thêm một thời gian nữa mà thôi, vốn cũng chẳng có tác dụng quái gì. Tuy Tề Đảng Nhàn đã tuyên bố rót vốn 10 tỷ USD cho tập đoàn Hướng Thị, nhưng phần lớn mọi người ở đây vẫn không hề xem trọng tập đoàn này. Bởi vì thế lực của liên minh thương nghiệp tập đoàn Từ Thị quá lớn, không thể nào xem nhẹ. Trước mấy lời châm chọc mỉa mai này, Hướng Đông Tinh vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì, 10 tỷ USD ư. Đây mới chỉ là 1/5 số tiền mà Tề Đảng Nhàn mang đến chỗ này mà thôi. 4/5 còn lại vẫn còn được giấu ở lúc sau, ngay khi Từ Ngạo Tuyết cảm thấy cô ta sắp giành được thắng lợi, 40 tỷ USD này sẽ từ trên trời giáng xuống. Ném nát cả liên minh thương nghiệp của tập đoàn Từ Thị. Tôi cũng không biết nên thua như thế nào nữa. Hướng Đông Tinh khó tránh khỏi sự đắc chí. Cô ta thầm cười nhạo Từ Ngạo Tuyết trong lòng mấy tiếng. Đồng thời, cô ta cũng không khỏi hướng ánh mắt về phía Tề Đảng Nhàn. Ít nhiều gì cũng nên cảm tạ người này. Nếu không có hắn thì tập đoàn Hướng Thị chỉ còn con đường chết mà thôi. Trong lòng cô ta cũng có đôi chút kinh ngạc trước tình hữu nghị giữa Hướng Đông Lôi và Tề Đảng Nhàn. Một người vừa mới mở lời khẩn cầu, người kia đã hết lòng hết dạ góp chừng ấy sức người sức của.
Sau khi chuyện ầm ĩ này chấm dứt, Ngọc Tiểu Long cũng đi tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Anh thật sự đã khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Ngọc Tiểu Long bộc bạch thật lòng. Vậy có phải là tôi nên cảm ơn cô đã tán thưởng không? Tề Đẳng Nhàn hỏi ngược lại. Nhưng có điều, anh nói anh muốn đánh bại chúng tôi ư? Với 10 tỷ USD còn con này của anh, chỉ e là còn lâu mới đủ. Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt tiếp lời. Mọi người nhìn thấy Ngọc Tiểu Long chủ động tìm tới Tề Đẳng Nhàn nói chuyện, đều không khỏi giật bắn cả tim. Nghe đồn tướng quân Ngọc Tiểu Long khi trước có hôn ước với tên họ Tề này, tên họ Tề này có xuất thân từ một gia tộc lớn ở đế đô, sau này lại bị trục xuất khỏi gia môn. Cậu ta duy trì tập đoàn Hướng Thị như thế này, có vẻ là muốn đối đầu trực diện với tướng quân Ngọc Tiểu Long một lần, dù sao thì bị phụ nữ đá cũng rất mất thể diện mà. Hừ, người như cậu ta mà xứng với tướng quân Ngọc Tiểu Long hay sao? Trên thế giới này, làm gì có tên đàn ông nào xứng được với người phụ nữ như tướng quân Ngọc Tiểu Long cơ chứ? Nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh mình, Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ nở nụ cười khinh mạt. Đối mặt với mấy lời khiêu khích này của Ngọc Tiểu Long, hắn cũng đáp lại bằng nụ cười khinh thường như vậy. Giọng điệu của Ngọc Tiểu Long vô cùng lãnh đạm, anh đừng có làm ra vẻ mặt như vậy nữa, có làm bao nhiêu lần cũng sẽ không khiến cho người khác có cảm giác anh là thế ngoại cao nhân gì đâu, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy anh không đủ tự tin nữa kìa. Anh có thể chi ra 10 tỷ USD để đầu tư cho tập đoàn Hướng Thị, không thể không nói, quả thật chuyện này đã vượt xa dự kiến của tôi, khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Nhưng có điều, tôi có thể khẳng định với anh, 10 tỷ này, nếu như không kịp thu hồi lại, anh sẽ lỗ sạch vốn đó. Mọi người thấy Ngọc Tiểu Long tới lúc này rồi còn nói với Tề Đẳng Nhàn như vậy, không khỏi đồng loạt đầu lên. Tướng quân Ngọc Tiểu Long quả là người nhân từ. Có lẽ cô ấy cảm thấy bản thân khi ấy chủ động hủy đi hôn ước cho nên cảm thấy áy náy, mới muốn cho Tề Đẳng Nhàn một cơ hội. Loại người này nhất định không hiểu được ý từ trong lời nói của Ngọc Tướng Quân đâu, anh ta đã bị lửa hận chiếm lấy rồi, 10 tỷ này cũng chẳng khác nào bỏ đá xuống giếng. 10 tỷ USD có thể thay đổi một phần cục diện, nhưng chẳng thể nào thay đổi kết quả, Tướng Quân Ngọc Tiểu Long làm vậy là vì thương hại cậu ta, muốn cho cậu ta một con đường sống. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, không nhịn được mà đưa tay miết hai mí mắt của mình, hắn mỉm cười, Ngọc Tiểu Long, tôi trả lại cô câu nói vừa nãy. Bây giờ anh rút vốn ra vẫn còn kịp, nói cách khác, nếu cứ tiếp tục cứng đầu, 10 tỷ kia coi như sôi hỏng bỏng không. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng lườm hắn một cái, lập tức xoay người rời đi, không muốn nói thêm với Tề Đẳng Nhàn dù chỉ là nửa câu. Mấy lời khi nãy chính là sự nhân từ cuối cùng mà cô dành cho hắn. Đúng là cái đồ không biết tốt xấu, tướng quân đã cho cậu ta cơ hội, là chính cậu ta không cần, đến lúc đó đừng có quỳ xuống cầu xin người ta. Đúng đấy, cũng không nhìn lại xem mình đang mang thân phận như thế nào, còn tưởng rằng mình vẫn còn là đại thiếu gia ở đế đô khi xưa cơ đấy. Loại người cho mặt mũi mà cũng không cần, cái loại đần độn không biết xấu hổ như vậy thì nên lượn đi cho nước nó trong, chờ xem 10 tỷ USD này của cậu ta bị Liên Minh Thương Nghiệp Từ Thị đánh chén sạch sẽ như thế nào đây. Mọi người thấy thái độ của Tề Đẳng Nhàn với Ngọc Tiểu Long như vậy thì đều cảm thấy vô cùng khinh thường, bọn họ đều cho rằng hắn đang tự tìm đường chết. Hướng Đông Tinh đi đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, cô ta hỏi, sao vậy, mềm lòng rồi sao? Mềm lòng hả, chuyện này là không thể, cô cảm thấy tôi giống loại người như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt đáp lời. Chẳng qua nể tình cô ta khi trước, cho nên mới nhắc nhở cô ta mấy câu thôi. Nếu như cô ta không nghe, vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Hướng Đông Tinh cười híp cả mắt, nếu như anh dùng. Tề Đẳng Nhàn xua tay với cô ta, nói rằng, thính lực của người luyện võ cực kỳ tốt, Hướng Tổng nói chuyện nên chú ý một chút. Hướng Đông Tinh ngẩn cả người, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, cô ta vừa định nói về 40 tỷ USD còn lại đã bị Tề Đẳng Nhàn cắt ngang. Ngày mai tôi định mua cho tập đoàn mấy chục chiếc xe bus, rất tiện sử dụng. Đêm nay Hướng Tổng phê duyệt đề xuất này giúp tôi nhé. Tề Đẳng Nhàn nói. Hướng Đông Tinh bị hắn chỉnh cho dở khóc dở cười, bình thản nói, lời của tư bản là ý của ông trời, mọi chuyện đều do anh định đoạt, dùng tiền như thế nào, tự anh lo liệu là được, không cần phải nhiều lời với tôi làm gì. Cái tên này, vừa mới cao giọng tuyên bố rót vốn 10 tỷ USD cho tập đoàn Hướng Thị, chưa được bao lâu đã bắt cô phải mua xe, đây là logic gì vậy chứ? Nếu để người ta nghe được, hắn không sợ bị chê cười sao?
Hướng tổng, tiền đều là của cô, về sau nếu như không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Tề Đẳng Nhàn nói. Hướng Đông Tinh cảm thấy tên này như thể không biết nói tiếng người, hơn nữa còn rất khó ưa. Cứ như vậy mà giao cho cô ta cả thảy 50 tỷ USD, hắn không sợ cô ta cuống tiền rồi bỏ trốn luôn hay sao? Hướng Đông Tinh nói, hiện giờ cũng không có gì có thể làm phiền đến anh, tất cả mọi chuyện đều đang đi theo đúng quỹ đạo. Chỉ còn chờ liên minh thương nghiệp của tập đoàn Từ thì tiếp tục đổ tiền vào chỗ này nữa thôi, đến lúc trận ác chiến này diễn ra kịch liệt nhất, chúng ta sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ cắn câu, khiến cho bọn họ đổ vào đây càng nhiều tiền hơn. Tới lúc chuyện gần tới hồi kết, chúng ta có thể thu lưới. Đến lúc đó, bọn họ tiến thêm một bước thì không đủ tiền, lùi một bước thì lại tiếc đứt ruột. Nói tới đây, đôi con người Hướng Đông Tinh bỗng lóe sáng. Mấy ngày nay cô ta vẫn đang cố nén giận, bị ép tới nỗi suýt chút nữa không thở nổi, cuối cùng bây giờ cùng tới phiên cô ta từ từ răng lưới, sau đó giương dao mổ lên với bọn họ. Còn chưa dứt lời, cô ta đã trông thấy Tề Đẳng Nhàn nhận lấy một sâm panh từ trên khay của nhân viên phục vụ, sau đó xoay người rời đi. Chuyện này khiến cho cô ta không nén nổi cảm giác sững sốt, chỉ biết cắn chặt răng, không nhịn được mà mắng, tên chó má. Tề Đẳng Nhàn đã trở về bên cạnh Lý Vân Uyển, sau đó hai người họ lại nắm tay nói cười cười, cùng nhau thưởng thức đồ ăn thức uống thượng hạng của buổi tiệc. Kiều Thu Mộng đâu? Tề Đẳng Nhàn nhớ ra cô ta cũng tới đây, bất giác hỏi Lý Vân Uyển. Vừa mới đi rồi, hình như là không thấy thoải mái trong lòng. Lý Vân Uyển thở dài, làm thấy hơi phiền muộn, anh có muốn ra ngoài nhìn xem không? Đi làm gì, để tự làm mình khó chịu à? Tề Đẳng Nhàn tức tối đánh một cái lên mông cô. Lý Vân Uyển nói, em nhất định phải nói cho anh biết một tin rất không hay. Tề Đẳng Nhàn hỏi, tin gì? Mẹ của em sắp về đây rồi, bà ấy không dễ đối phó chút nào đâu, Lý Vân Uyển mím môi, nhẹ giọng bảo. Vậy thì cũng không sao hết, anh là kẻ người gặp người thích, bà ấy sẽ thích anh tôi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười. Mẹ của Lý Vân Uyển quả thực không phải là người dễ ở chung. Năm đó là do ghét bỏ Lý Long Dịch không hề nam tính mà ly hôn, hơn nữa lúc ly hôn cũng không hề chia ra một chút tài sản nào. Những năm gần đây, bà một mình nỗ lực sinh sống ở Thượng Hải, hơn nữa còn nỗ lực tạo ra thanh danh và cơ nghiệp không nhỏ. Mấu chốt là, mẹ cô dựa vào nắm đấm mà làm giàu, một người phụ nữ, dựa vào vũ lực mà phát tài cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Sau khi nghe Lý Vân Uyển kể lại trải nghiệm của mẹ cô, Tề Đẳng Nhàn không khỏi có chút kinh ngạc. Hóa ra mẹ vợ tương lai này lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà Tề Đẳng Nhàn cũng không lo lắng, nếu đã có phát triển tốt như vậy với Lý Vân Uyển, gặp gia trưởng là chuyện tất nhiên, cửa ải mẹ vợ này sớm muộn gì cũng phải vượt qua. Gần đây cô phải chú ý đến vấn đề an toàn của mình, nếu như có gì không đúng, phải liên hệ với tôi ngay. Tề Đẳng Nhàn nói với Hướng Đông Tình trước khi yến hội kết thúc. Lần này lợi ích lớn như vậy. Hơn nữa trong trận doanh đối phương lại có loại người xã hội đen như Vương Hổ này. Đến lúc đó nếu thật sự không còn cách nào khác, nhất định sẽ nghĩ đến phương pháp không hề nhân đạo đó. Cho nên là gần đây cô tốn thêm chút tiền thuê mấy vệ sĩ chuyên nghiệp đi, chuyện khác tôi sẽ giúp cậu điều tra thêm. Hướng Đông Tinh nghe Tề Đẳng Nhàn dặn dò, khẽ gật đầu, cô cũng biết trận đại chiến thương mại này sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Đợi đến khi Từ Ngạo Tuyết phát hiện thật sự không làm gì được. Hơn nữa vào thời điểm đang lún sâu vào vũng bùn, nhất định sẽ dùng thủ đoạn không chính đáng để giải quyết vấn đề. Nhưng mà, chuyện tương tự Hướng Đông Tình đã trải qua không ít, chẳng qua lần này nguy hiểm sẽ khá là lớn mà thôi. Từ Ngạo Tuyết nhìn mọi người tản đi, bình tĩnh đưa ra một mệnh lệnh, ngày mai bắt đầu gia tăng lực lượng, gia tăng tài chính, toàn lực đánh úp vào cổ phiếu của tập đoàn Hướng Thị và tất cả các hạng mục khác. Vâng, Từ Tổng. Sau khi mọi người nghe được mệnh lệnh của Từ Ngạo Tuyết, ngay lập tức đồng ý. 100 triệu USD, ít nhiều vẫn mang đến cho Từ Ngạo Tuyết một chút áp lực nhỏ. Tề Đẳng Nhàn này, quả thực rất có năng lực. Nhưng mà, tôi còn tưởng hắn có bao nhiêu năng lực, còn nói muốn tôi ở trên giường lắc đuôi cầu xin hắn. Buồn cười. Khóe miệng Từ Ngạo Tuyết mang theo một tia khinh miệt, quay đầu nói với Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long nhíu mày, không nói gì. Từ Ngạo Tuyết hỏi, sao cậu không nói lời nào thế? Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long lắc đầu, mở miệng nói, tôi luôn cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Từ Ngạo Tuyết nói, chỗ nào không đơn giản? Quá bình tĩnh, Ngọc Tiểu Long nhẹ giọng nói,
từ trên xuống dưới, đều quá nhẹ nhàng, cho dù là Hướng Đông Tình, hay là Tề Đẳng Nhàn. Có lẽ bọn họ chỉ là người không biết thì không sợ hãi mà thôi, chắc chắn không thể biết liên minh thương nghiệp từ thị chúng ta cường đại cỡ nào. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói. Liên minh thương nghiệp từ thị có tiền ủng hộ không nói, còn tập hợp nhiều doanh nhân bản địa của tỉnh Đông Hải như vậy, thậm chí Từ Ngạo Tuyết có thể kéo người của nhà nước ủng hộ bọn họ, so với họ thì tập đoàn Hướng thị không hề có phần thắng. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói, lúc trước chúng ta xem thường Tề Đẳng Nhàn, sau đó, hắn ở trong yến hội ngày hôm nay, tuyên bố đầu tư 100 triệu USD cho tập đoàn Hướng thị. Thế nên, chúng ta tiếp tục xem thường hắn. Sau đó hắn sẽ không bỏ ra thêm 100 triệu USD nữa chứ. Nếu thật sự có thêm 100 triệu USD đầu tư, vậy thì, trong cuộc chiến tranh thương mại này, phần thắng của chúng ta sẽ bị kéo xuống. Từ Ngạo Tuyết lắc đầu nói, Tiểu Long à, cậu coi 100 triệu USD kia là đồng Zimbabwe dễ lấy ra ư. Zimbabwe là một quốc gia ở châu Phi, khi trải qua siêu lạm phát vào năm 2007,2009. Có thời điểm đồng 100.000 tỷ đô la Zimbabwe không đủ để mua một ổ bánh mì. Khiến cho chính phủ Zimbabwe quyết định từ bỏ đồng tiền nội địa và chuyển sang sử dụng đồng USD để ngăn lạm phát. Nguồn, Internet. Hơn nữa, lấy nội tình trước mắt của chúng ta tới xem, muốn đánh bại chúng ta, ít nhất cần 300 triệu USD. Nếu như muốn hoàn toàn nghiền ép chúng ta, không có 300 triệu USD trở lên, thì không có khả năng làm được. Tôi không tin. Tên Tề Đẳng Nhàn này có thể vì Hướng Đông Tình mà lấy ra nhiều tiền như vậy. Ngọc Tiểu Long chậm rãi nói, chỉ mong là sẽ như thế, cô muốn có một phần của cái bánh ngọt Hướng thị này, nhưng mà lại bất chi bất giác làm cho mình lún sâu vào đó. Tôi cũng không biết, chuyện này đối với cô mà nói, là một chuyện tốt hay là chuyện xấu. Một khi thất bại, đó sẽ là vạn kiếp bất phục. Từ Ngạo Tuyết cười cười, nói thất bại, cậu nhầm rồi. Hai từ này không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi. Ngọc Tiểu Long nói, cô quá tự cao rồi. Từ Ngạo Tuyết nói, tôi rất kiêu ngạo, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không khinh thường, Hướng Đông Tình là một đối thủ rất mạnh. Ngọc Tiểu Long không nói tiếp, chẳng qua, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm, loại bất an này, đến từ sự bình tĩnh từ đầu đến cuối của Tề Đẳng Nhàn và Hướng Đông Tình. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, Sở Vô Đạo cùng Vương Vạn Kim càng không có khả năng là kẻ ngốc. Sẽ không nhìn ra tình hình hiện tại của tập đoàn Hướng thị rốt cuộc cần bao nhiêu tiền sao. Hơn nữa, trước Vương Vạn Kim, đã có Triệu Hắc Long của Hắc Long Thương hội chủ động rút vốn, nói là thiếu vốn, cần phải lấy về quay vòng. Tất cả những điều này, đều có vẻ kỳ lạ. Có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều rồi, Tề Đẳng Nhàn cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp lấy ra thêm 200-300 triệu USD chứ. Dù sao thì, đó không phải là đồng Zimbabwe. Cũng không phải là đồng Venezuela. Ngọc Tiểu Long tự giễu cười. Venezuela cũng lạm phát, người ta nói năm 2007, ngân sách hàng năm của đất nước là 115 tỷ Bolivar tương đương với 50 tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá thời đó. Nhưng nếu tính bằng tỷ giá hiện thời, ngân sách trên có giá trị còn chưa tới 1 đô la Mỹ, nguồn Internet. Zimbabwe và Venezuela, số 0 ở phía sau còn nhiều hơn số điện thoại. Có cả tiền giấy mệnh giá 100 tỷ. Những tờ tiền kia ở quốc gia đó, so với giấy vệ sinh dùng để chùi đít còn không bằng. Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển trên đường trở về, nhìn thấy xe Kiều Thu Mộng dừng ở ven đường. Tại sao cô ấy lại dừng lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra không vậy? Để tôi đi xem. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, dừng xe lại. Lý Vân Uyển cũng cảm thấy nên đi xem một chút. Thì ra là xe của Kiều Thu Mộng gặp trục trặc gì đó, lái không được, cho nên dừng ở chỗ này gọi điện thoại, chuẩn bị gọi người đến sửa. Nhưng mà lúc này đã muộn, người đến cũng khá chậm chạp, đợi nửa ngày cũng chưa tới. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi giúp cô xem qua, hẳn là không phải là vấn đề lớn gì. Kiều Thu Mộng vừa định nói không cần phiền đến hắn, Tề Chờ Nhàn đã nhấc mui xe lên, rất nhanh tìm được nguyên nhân. Dây bị lỏng thôi, vặn một cái là được rồi. Tề Chờ Nhàn đưa tay vào, vặn hai cái ốc vít, ngay cả cờ lê cũng không cần, đã giải quyết xong. Kiều Thu Mộng thử khởi động, quả nhiên đã không có vấn đề gì nữa. Lý Vân Uyển cười nói, Mộng Mộng, cậu có thể tiết kiệm được một khoản tiền sửa xe và tiền kéo xe rồi. Kiều Thu Mộng cũng cười cười, chỉ có điều cười rất mất tự nhiên, phất phất tay nói, trong nhà đang thúc giục tôi về trước đây, cảm ơn.
Sau khi nói xong lời này, cô đạp chân ga xuống, xe lướt như bay đi mất, đi rất nhanh. Cô rời đi nhanh như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy đây là đang hoảng hốt lo sợ. Tại sao ở trên đường lại gặp phải bọn họ? Trong tim Kiều Thu Mộng chỉ cảm thấy rất khó chịu, giống như có cái gì mất đi. Không khỏi nhớ tới câu thoại kinh điển liên quan đến một vạn năm trong dấu bé đại thoại Tây Du dấu lớn. Mình cùng hắn không hề có tình cảm, nghĩ gì đến một vạn năm. Suy nghĩ nhiều rồi, Kiều Thu Mộng trực tiếp diệt trừ cảm giác khó chịu trong lòng, lái xe càng lúc càng nhanh. Trong lòng có cảm giác kỳ quái cũng không chỉ có một người Kiều Thu Mộng, đến cả Tề Đảng Nhàn cũng không khỏi càng có cảm xúc với bài thơ kia của Nạp Lan Tính Đức. Nhân sinh nếu còn như lúc ban đầu gặp. Tạm dịch. Nhân sinh nếu như lúc mới gặp. Thì đâu có gì phải phiền muộn. Thay đổi là điều thường thấy ở con người, sao lại trách lòng người dễ đổi. Đờ mờ làm gì có nơi nào dễ dàng như vậy chứ. Đờ CMN mới gặp. Hắn chở Lý Vân Uyển dọc theo đường trở về, hai người thậm chí còn không hề nói chuyện, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, bầu không khí cứ như vậy đột nhiên lúng túng. Lý Vân Uyển cảm thấy mình có lẽ hẳn là nên thẳng thắn với Tề Đảng Nhàn một chút, dù sao, hắn chia tay Kiều Thu Mộng, với việc cô có nhiều tin tức nhưng lại giấu mà không nói, cũng có quan hệ rất lớn. Sau khi trở lại biệt thự Vân Đỉnh Thiên Cung, Lý Vân Uyển ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện này với Tề Đảng Nhàn. Thật ra chuyện này cũng trách tôi, nếu lúc ấy tôi nói hết cho cô ấy những gì tôi nhìn thấy, thái độ của cô ấy đối với cậu chắc hẳn sẽ không như vậy. Hiện tại nhìn thấy cô ấy khổ sở và xấu hổ như vậy, trong lòng tôi cũng rất băn khoăn. Luôn cảm thấy mình giống như một người vô đạo đức vậy. Lý Vân Uyển thở dài, giọng điệu cũng có chút thấp xuống. Cô ta cũng biết rõ, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, nếu không, mấy chuyện xấu hổ như vậy, sẽ thường xuyên phát sinh, dần dà sẽ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Lý Vân Uyển mặc dù nắm chặt được nhược điểm trong lời nói của Kiều Thu Mộng, nhưng mà, với tư cách là bạn tốt của Kiều Thu Mộng, cô không giúp Kiều Thu Mộng bảo vệ cuộc hôn nhân này, ngược lại còn đào góc tường, điều này khiến cô cảm thấy là vô cùng thiếu đạo đức. Tôi không nói ra, thậm chí còn giấu giếm không ít, hơn nữa còn lừa gạt cậu ấy trong chuyện cứu cô ấy khỏi tay của Vu Khai Hà. Lý Vân Uyển nói, đó là chuyện lúc trước rồi, khi đó cô cũng khinh thường tôi. Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt nói. Lý Vân Uyển lắc đầu, nói tóm lại cũng là ngòi nổ. Tề Đảng Nhàn không nói gì nữa. Lý Vân Uyển rất để ý đến người bạn Kiều Thu Mộng này, nhưng mà, hiện tại hai người lại có chút xa cách, điều này làm cho trong lòng cô ta cũng rất khó chịu. Mặc dù, cô biết tình huống như vậy tất nhiên sẽ phát sinh, nhưng khi thực sự đối mặt, tâm trạng đó lại là một chuyện khác. Quan hệ trở nên như vậy, cũng là điều Tề Đảng Nhàn không muốn nhìn thấy. Nhưng mà sau tất cả chuyện đó, thì có thể trách ai đây? Lý Vân Uyển thấy mình nói rất nhiều lời nhưng Tề Đảng Nhàn cũng không trả lời, không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, đứng dậy đi về phía cửa, nói, tôi về nhà trước, anh ngẫm lại đi rồi trả lời tôi. Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, thân thể của cô đã bị Tề Đảng Nhàn kéo trở về. Nghĩ cái gì vậy, nếu thật sự giống như lời cô nói, là cô hại tôi ly hôn, bây giờ lại định vỗ mông rời đi, để cho tôi hai bàn tay trắng. Tề Đảng Nhàn nhịn không được cười nói. Những chuyện này, hắn không hề trách Lý Vân Uyển. Suy cho cùng, vẫn là do thành kiến và sự không tin tưởng của Kiều Thu Mộng với hắn. Đương nhiên, cũng là bởi vì tính tình dở hơi của hắn, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ nên làm thế nào để chứng minh mình trâu bò cỡ nào trước mặt Kiều Thu Mộng. Hắn là một người lười biếng, sẽ không bởi vì người khác thích hắn là người như thế nào, hắn liền cố gắng biến thành người như thế đó. Cứ làm theo ý mình, từ trước đến giờ đều là phong cách làm việc của nhị đương gia U Đô. Lý Vân Uyển ủy khuất nói, vậy sao anh vẫn không nói lời nào, tôi tưởng trong lòng anh đang trách tôi. Tề Đảng Nhàn nhìn ngự tỷ mặc lễ phục dạ hội, xinh đẹp động lòng người, không khỏi cười ha ha, nói, không phải người IQ thấp sao. Ở thời điểm này thì im lặng thắng lên tiếng, ngôn ngữ cơ thể tốt hơn tất cả các loại ngôn ngữ, là cô dạy đó, idol à. Lý Vân Uyển bị những lời này của hắn làm cho dở khóc dở cười, nhịn không được đưa tay hung hăng đấm hắn hai cái. Bàn tay của Tề Đảng Nhàn ôm càng chặt hơn, chỉ cảm thấy eo Lý Vân Uyển mềm mại như không có xương. Em mặc cái này thật xinh đẹp, thật gợi cảm, Tề Đảng Nhàn nhịn không được khen ngợi. Nghèo từ ngữ như vậy sao? Đẹp đến mức nào, anh phải nêu chi tiết ra. Lý Vân Uyển tức giận nói,
cô muốn nghe hai câu tình cảm dễ nghe. Tề Chờ Nhàn hơi khom lưng ôm cả người cô ta lên, đi vào trong phòng, đỏ mặt nói, xinh đẹp đến mức tối nay tôi không muốn cởi nó ra khỏi người của cô. Lý Vân Uyển ngượng ngùng nói, vậy anh phải giữ lời hứa đó. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên sẽ không giữ lời hứa, lần đầu tiên thật đúng là không cởi, thậm chí giày cao gót kia vẫn còn kiên cường treo ở trên chân ngọc tinh xảo lảo đảo không chịu rơi xuống. Phía sau đó, vẫn cởi bộ lễ phục xinh đẹp khiến hắn khen không dứt miệng, bởi vì, Lý Vân Uyển cái gì cũng không mặc hình như càng đẹp hơn. Ngày hôm sau Tề Đẳng Nhàn vẫn khiến Dương Quan Quan phải gọi điện thoại đánh thức, không thể nghi ngờ, hôm nay hắn và Lý Vân Uyển thuộc loại trạng thái vắng mặt. Ai ra, thật là đáng ghét. Dương Quan Quan vừa định nói chuyện, liền nghe được thanh âm kiều mị mà mềm mại của Lý Vân Uyển từ trong ống nghe truyền đến, giống như một hồ ly tinh hút tủy xương của người ta. Là Dương Quan Quan, hôm nay tôi muốn đi mua xe cùng cô ấy. Tề Đẳng Nhàn vội vàng nhấc cánh tay quấn lấy mình ra. Dương Quan Quan nghe được mặt đỏ tai hồng muốn cúp điện thoại, trong lòng nhịn không được nghĩ, giọng điệu của Vân Uyển sao lại biến thành như vậy? Sau khi có bạn trai thì phụ nữ đều sẽ như vậy sao? À, mình đang suy nghĩ cái gì thế này? Mình vẫn nên nhanh chóng cúp điện thoại đi, miễn cho nghe được càng nhiều thứ không nên nghe. Tề Đẳng Nhàn nói, thư ký Dương à, cô lái xe tới đón tôi đi, chúng ta trực tiếp đến thành phố xe hơi. Dương Quan Quan đồng ý, được. Sau khi nói xong lời này, cô vội vàng cúp điện thoại. Lý Vân Uyển bị Dương Quan Quan tưởng tượng thành hồ ly tinh trực tiếp quấn lấy Tề Đẳng Nhàn, làm nũng nói, không được đi, tiếp tục ngủ với tôi đi. Không hổ là nữ nhân có thể ảnh hưởng đến việc hắn rút đao, hắn thiếu chút nữa đã đồng ý. Tề Đẳng Nhàn vẫn gian nan bò ra khỏi Ôn Nhu Hương, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì thắt lưng có chút mỏi. Nếu như thắt lưng không mỏi, yêu cầu này của Lý Vân Uyển, hắn chắc chắn sẽ 100% giơ hai tay tán thành. Lý Vân Uyển bất mãn bĩu môi, cuộn chăn lại, xoay người đi tiếp tục ngủ, cô không đau thắt lưng, chỉ là có chút mềm chân. Tề Đẳng Nhàn xử lý thỏa đáng xong, tùy tiện thay quần áo bình thường, tiếng còi xe của Dương Quan Quan vang lên ở ngoài cửa. Lúc Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt vẫn có chút đỏ, Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy không hiểu tại sao, cô gái này, chẳng lẽ là bôi má hồng quá nhiều. Tề Tổng, anh cũng không thể trốn việc nằm lười. Hôm nay mọi người trong công ty đều đang thảo luận về anh, rất nhiều giám đốc điều hành muốn tìm anh nói chuyện. Dương Quan Quan nói, không phải là đầu tư 100 triệu USD sao? Nhìn bọn họ kích động như vậy, thật sự là một đám người ở nông thôn chưa từng va chạm với xã hội. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói, người khác trước kia thích dùng người nhà quê để mắng hắn, hiện tại hắn lại thích dùng lời này để mắng người khác, thật đúng là rất hăng hái. Dương Quan Quan không khỏi cạn lời, loại chuyện này, ai có thể không kích động chứ? Tối qua cô ấy chỉ ngủ 3 tiếng, cảm xúc quá là phấn khích. Vân Uyển không đi cùng sao? Dương Quan Quan hỏi. Cô ấy muốn ngủ nướng, đừng để ý tới cô ấy. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan tâm nhìn không được nghĩ, đây là giày vò đến cỡ nào cơ chứ, hiện tại còn chưa rời giường được. Mình đang nghĩ lung tung về cái gì vậy? Có cái gì đáng để suy nghĩ đâu. Cút ra khỏi đầu cô đi. Trong đầu cô không khỏi hiện ra cảnh ngày đó cùng Tề Đẳng Nhàn tiệm bán báo tránh mưa, sau đó nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn dùng thương đẩy lên, nhất thời lại mặt đỏ tai hồng. Dọc theo đường đi lái xe đều không yên lòng, suýt nữa gây ra tai nạn, sau khi bị Tề Đẳng Nhàn hung hăng mắng hai câu, cô mới sợ hãi, thu liễm tâm trạng mà nghiêm túc lái xe. Thật vất vả mới đến được thành phố xe hơi. Dương Quan Quan còn suýt nữa nhéo chân. Nhìn đường một chút, trong đầu mỗi ngày đều không biết nghĩ đến chuyện linh tinh gì. Tề Đẳng Nhàn tức giận trừng mắt nhìn cô một cái. Dương Quan Quan quả nhiên sợ hãi rụt cổ, nhưng mà nhân lúc Tề Đẳng Nhàn xoay người, lập tức làm mặt quỷ, nhỏ giọng chửi bới nói, đồ háo sắc. Xe Zeta nát này là của ai, tránh ra cho lão tử. Đang chuẩn bị tiến vào thành phố ô tô, thì nghe thấy một tiếng mắng giận dữ. Sau đó, một người đàn ông mặc Âu phục dày da, một cước đạp vào chiếc Zeta màu bạc của Dương Quan Quan đậu ở chỗ đậu xe. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nhìn một cái, người đá vào chiếc Zeta lại là người mà hắn quen biết, chính là Từ Dương, thiếu đà chủ của phân đà Long Môn tại tỉnh Đông Hải, người mà trước đây hắn đã từng chạm mặt. Lần trước Từ Dương muốn thông qua Trương Nhu để đối phó với Diệp Phong, kết quả đến cuối cùng lại bị hắn làm hỏng chuyện.
hai người cũng từ đó kết thành một mối thù. Anh làm gì thế, sao lại đá vào xe của tôi? Đây là bãi đỗ xe công cộng mà. Tôi đỗ xe ở đây thì ảnh hưởng gì đến anh chứ? Dương Quan Quan nhìn thấy cánh cửa của chiếc xe Zeta Second Hand của mình bị Từ Dương đá cho một cái và tạo thành một vết lõm lớn thì không khỏi cảm thấy tức giận, cô ta giận dữ hét lên. Cô ta đã bỏ ra hơn 4 vạn tệ để mua lại chiếc xe này, mặc dù không phải là quá đắt nhưng để cho người khác đạp một cái thành như thế này, cô ta có thể không đau lòng hay sao? Từ Dương nhìn thấy người xông đến là một mỹ nữ thì đột nhiên nở nụ cười và nói, thì ra là một mỹ nữ à, thật là xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Dương Quan Quan nghe thấy giọng nói của anh ta bỗng trở nên khách sáo thì lửa giận cũng đã tan đi phân nửa. Cô ta khẽ nhíu mày và nói, tôi không quan tâm được nhiều chuyện thế, anh phải đền cho tôi. Từ Dương gật đầu lia lịa và nói, đền chứ, đương nhiên là phải đền rồi. Tôi đã làm hỏng chiếc Zeta của mỹ nữ thì đương nhiên là phải đền rồi. Dương Quan Quan nói, tôi cũng không cần nhiều, anh trả tôi 500 tệ là được, đỡ phải nói là tôi tống tiền anh. Như thế đâu có được, tôi đã đá chiếc xe thành như thế này rồi, sao có thể chỉ đền 500 tệ được cơ chứ? Từ Dương tươi cười rạng rỡ và nói một cách nghiêm túc. Dương Quan Quan không khỏi ngây người, cái tên não tàn này đang đi tìm sự kích thích đấy à, thế mà lại chê tiền đền ít. Còn có kẻ ngốc như thế này à? Từ Dương nói tiếp, chúng ta ngay lập tức vào trong đại lý Mercedes-Benz này xem xe đi, cô chọn chiếc tốt nhất, tôi sẽ tặng nó cho cô. Dương Quan Quan càng thêm kinh ngạc, còn có chuyện tốt như vậy sao? Cái tên này đang đi làm việc thiện đấy à? Tôi chỉ mong chúng ta có thể kết bạn và trao đổi phương thức liên lạc thôi. Từ Dương tươi cười rạng rỡ và nói. Không cần đâu, anh đền tôi 500 tệ là được. Dương Quan Quan cau mày, lắc đầu và nói. Lúc này cô ta mới nhận ra đối phương đang có ý gì, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Đây rõ ràng là đã nảy sinh ý đồ gì đó với cô ta chứ không phải là ăn năn hối cải và thành tâm bồi thường. Từ Dương cau mày nói, mua Mercedes-Benz cho cô mà cô không cần á. Dương Quan Quan nói, không cần đâu, anh đền tiền sửa xe cho tôi là được. Vẻ mặt của Từ Dương ngay lập tức trầm lại, anh ta lạnh lùng nói, tôi muốn tặng cho cô có quyền được từ chối à? Hôm nay tôi nhất định phải tặng cho cô một chiếc Mercedes-Benz. Sau đó, tối hôm nay cô hãy lột sạch ra và hầu hạ tôi cho tốt, tôi có thể không tính toán với sự vô lễ của cô. Dương Quan Quan nghe thấy mấy lời ngược đời này thì không khỏi ngẩn người, cô ta nói với giọng ngạc nhiên, cái gì? Tặng xe cho tôi, bảo tôi hầu hạ anh rồi còn tha thứ cho sự vô lễ của tôi nữa. Anh có bị điên không thế? Rõ ràng là anh đá vào xe của tôi trước, khiến cho xe của tôi thành ra cái bộ dạng này. Bây giờ anh lại còn nói tôi vô lễ, lại còn đưa ra yêu cầu ghê tởm như thế. Từ Dương thách thức, cô không nghe nhầm đâu. Có thể được Từ Dương tôi nhìn chúng là vinh dự của cô đấy, cô nên trân trọng thì đúng hơn. Dương Quan Quan tức giận nói, cút đi, đồ não tàn, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, xem anh có chịu đền cho tôi hay không. Vẻ mặt Từ Dương bỗng trở nên lạnh lùng, anh ta giơ bàn tay lên. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn đi lên trước và nói, cô biết anh ta là tên não tàn rồi mà còn nói nhiều với cái loại não tàn này làm gì. Lần trước tôi đã giải thích cho tên não tàn này một số vấn đề, đúng thật là vô cùng phiền phức. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Từ Dương không khỏi sững sờ, trong đôi mắt đột nhiên phóng ra một tia thù hận, anh ta lạnh lùng nói, thằng khốn nạn, là mày à? Dương Quan Quan nắm chặt điện thoại trong tay và nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề Tổng, cái tên này thật là quá đáng. Anh ta đá vào xe của tôi lại còn đưa ra yêu cầu vô lý như thế, thật là đáng ghê tởm. Từ Dương phì cười và nói, đá vào xe của cô thì làm sao? Chỉ là một chiếc Zeta rách nát thôi mà. Đây là thằng đàn ông mà cô đi theo đấy à? Anh ta tặng cô một chiếc Zeta rách nát mà đã khiến cho cô quyết một lòng một dạ với anh ta rồi à? Đúng là không biết trong đầu đám phụ nữ các cô chứa cái gì, cô không hiểu gì về xe à? Lúc này, nhân viên của đại lý Mercedes-Benz đi ra, sau khi nhìn thấy là Từ Dương thì đã ngay lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Thứ nghèo khổ nào đỗ xe Zeta ở đây thế, không nhìn thấy xung quanh toàn là xe sang à. Cậu đỗ chiếc xe Zeta rách nát này ở đây, nhỡ đâu đụng vào đâu đó thì cậu có đền nổi không? Đúng đấy, đỗ một chiếc xe Zeta rách nát ở đây, chắn đường của thiếu đà chủ, mắt chó mọc ở sau mông à. Mau di chuyển xe ra chỗ khác đi,
nếu còn không di chuyển đi thì tôi sẽ gọi xe kéo đến kéo xe của cậu đi đấy. Sau khi đi ra, đám người này bắt đầu nịnh nọt từ Dương và nói chuyện rất nặng nề. Dương Quan Quan tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, chỗ này rõ ràng là bãi đỗ xe công cộng mà, cô ta đỗ xe ở đây là sai à? Từ Dương đi đến rồi không phân biệt trắng đen gì cả mà đá cửa xe của cô ta thành ra như thế này, đám người của đại lý xe hơi thế mà lại còn nói đỡ cho anh ta. Mỹ nữ, bỏ cái xe vô dụng này đi đi, đi với tôi, xe ở trong đại lý xe hơi kia tùy cô chọn đấy. Từ Dương nhàn nhạt nói với Dương Quan Quan. Đám người của đại lý xe hơi ngay lập tức cảm thấy ngưỡng mộ. Qua, mỹ nữ, thiếu đà chủ có thể nhìn chúng cô thì chính là may mắn của cô đó. Còn không mau cảm ơn thiếu đà chủ. Đúng đấy, cô xem, cái tên này thật là vô dụng làm sao, cậu ta chỉ xứng lái một chiếc xe Zeta rách nát mà thôi. Cô đi theo thiếu đà chủ, hôm nay cô sẽ ngay lập tức đổi sang một chiếc xe sang. Chỗ này của chúng tôi có chiếc xe Mercedes-Benz class đắt nhất, giá hơn 3 triệu lận đó, cô chọn lấy một chiếc xe, sau này cô sẽ không phải ngồi vào chiếc xe Zeta rách nát này nữa. Mọi người anh một câu tôi một câu, nhao nhao khuyên Dương Quan Quan nên bỏ tối theo sáng, đừng bám theo tên trai nghèo vô dụng Tề Đẳng Nhàn nữa mà hãy chạy đến ôm chân Từ Dương đi. Dương Quan Quan không khỏi tức giận, bộ dạng này của cô ta trông giống cái bình hoa di động hay sao? Tại sao ai cũng nghĩ cô ta sống bằng việc ôm chân đàn ông thế? Tôi không cần Mercedes-Benz gì cả, tôi chỉ cần anh đền tiền sửa xe cho tôi thôi. Dương Quan Quan lạnh lùng nói. Không biết tốt xấu có đúng không? Từ Dương bật cười ha ha và hỏi với giọng khinh thường. Đúng đấy, đúng là cái thứ không biết tốt xấu, thiếu đà chủ nhìn chúng cô là may mắn và vinh dự của cô, còn không mau quỳ xuống ôm lấy chân của thiếu đà chủ. Cô có biết thiếu đà chủ là người như thế nào không? Đã từng nghe qua về Long Môn chưa? Anh ấy chính là công tử nhà đà chủ Long Môn ở Đông Hải đấy. Cô bị não tàn à, có thể đi Mercedes-Benz mà lại cứ đòi đi Zeta. Sau khi nghe bọn họ kể về lai lịch của Từ Dương, Dương Quan Quan không khỏi sững sờ, sau đó kinh ngạc trong lòng. Long Môn, đó là một thế lực lớn đó. Thái độ cứng rắn của cô ta ngay lập tức dịu đi rất nhiều. Cô ta mím môi rồi nói, thiếu đà chủ của Long Môn. Thì cũng không thể ức hiếp người như vậy đâu nhỉ. Bụp. Chính vào lúc này, mọi người nghe thấy một tiếng kêu rất khẽ. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn đã đá vào cửa xe của một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen, khiến cho cánh cửa lõm xuống một mảng còn thảm hơn cả chiếc Zeta này nữa. U. Tất cả mọi người đều sững sờ, thế mà Tề Đẳng Nhàn lại đá vào xe của Từ Dương. Cái tên não tàn kia, mày bị điên à? Sao mày dám đá vào xe của thiếu đà chủ? Mày có biết giá của chiếc xe này có thể mua được bao nhiêu chiếc xe Zeta rách nát như của mày không? Mau quỳ xuống xin lỗi thiếu đà chủ ngay đi, sau đó dâng người phụ nữ của mày lên, nếu không thì hôm nay mày sẽ phải chết. Mẹ nó, lần đầu tiên thấy người bại não như thế đấy, lái xe Zeta mà còn dám đá vào cửa xe Mercedes-Benz G-Class của người ta à? Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại và cười tâu toét với Dương Quan Quan. Cái tên đần này đá vào xe của cô thì cô đá trả lại là được rồi mà. Đôi co với anh ta làm gì chứ? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Dương Quan Quan không khỏi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, cho rằng cách làm của Tề Đẳng Nhàn là rất hợp lý. Nhưng cô ta cũng cảm thấy rất lo lắng, Từ Dương là thiếu đà chủ của Long Môn ở Đông Hải, Tề Đẳng Nhàn đá vào xe của anh ta, liệu có xảy ra chuyện hay không? Quả nhiên, vẻ mặt của Từ Dương ngay lập tức đen sầm lại. Lần trước anh ta đã phải chịu thiệt thòi lớn ở chỗ Tề Đẳng Nhàn, đến bây giờ anh ta vẫn còn ghi hận ở trong lòng, nhưng cũng có chút sợ hãi. Dù sao thì lần trước người của anh ta đã mang theo súng rồi mà vẫn không đối phó được với Tề Đẳng Nhàn, cuối cùng phải gọi điện thoại nhờ vị công tử nhà chủ tịch tỉnh là Dương Văn Khải đến chữa cháy. Sao nào, muốn động tay động chân à, mày có thể thử xem. Tề Đẳng Nhàn nhìn người đang sầm mặt là Từ Dương một cái, cười khẩy và nói. Lần này Từ Dương tới đây một mình, thậm chí còn không mang theo cả thuộc hạ, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà động tay động chân với người mà ngay cả súng còn không đối phó được là Tề Đẳng Nhàn. Thứ chó má, nói chuyện với thiếu đà chủ kiểu gì thế? Không biết cách nói chuyện thì chui lại vào trong bụng mẹ để học lại đi. Một kẻ phế vật lái xe Zeta như mày mà cũng cảm thấy thượng đẳng và dám nói chuyện với thiếu đà chủ như thế à? Lại còn dám đá vào xe của thiếu đà chủ.
nếu như hôm nay mày không cho thiếu đà chủ một lời giải thích thỏa đáng thì đại lý chúng tao sẽ không buông tha cho mày đâu. Những nhân viên của đại lý Mercedes-Benz ngay lập tức làm ầm lên, Từ Dương còn chưa nói gì nhưng bọn họ thì lại nhào lên một cách dữ dội. Dương Quan Quan là một người rất hiểu chuyện, cô ta trực tiếp chạy đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, rất rõ ràng, ở bên cạnh Tề Tổng mới là an toàn nhất. Đồ nhát gan, Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Quan Quan một cái, trong lòng cảm thấy buồn cười. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười giả tạo và nói, lái một chiếc Mercedes-Benz G-Class đã là ngầu lắm rồi à. Chiếc Aston Martin của tôi chắc cũng đủ để mua 30-40 chiếc xe như thế này đấy nhỉ. Từ Dương ngẩn người và nói, Aston Martin. Ha 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 ha. Đám người của đại lý xe hơi cũng không nhịn được mà cười phá lên, ai nấy đều ôm bụng cười lăn lộn. Ha ha ha, nghe thấy gì chưa, một kẻ lái một chiếc xe Zeta rách nát mà lại nói là mình có Aston Martin. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, tôi sắp cười đến vỡ bụng luôn rồi. Thì ra là chiếc Zeta này cũng có thể gọi là Aston Martin à. Đúng thật là mặt dày mà, một kẻ ngốc lái chiếc xe Zeta rách nát mà lại nói mình có một chiếc Aston Martin. Từ Dương cũng lắc đầu, bật cười và nói, thì ra mày đã đặt tên cho chiếc Zeta này là Aston Martin à. Dương Quan Quan tức giận nói, các người cười cái gì, vốn dĩ Tề Tổng của chúng tôi lái xe Aston Martin mà. Aston Martin 177 đó. 177. Loại siêu xe mà cả thế giới chỉ có 77 chiếc. Không, nói đúng ra thì chỉ có 76 chiếc thôi, một chiếc còn lại đã bị báo hỏng vì quay phim rồi. Ha ha ha, cười chết tôi mất, thì ra chiếc xe mà cái tên nghèo khổ này lái không phải là Zeta mà là 177. Dương Quan Quan lạnh lùng nói, Zeta là của tôi, của anh ta là 177, có vấn đề gì sao? Đúng là càng ngày càng giỏi bịa chuyện, lời nói dối này thật là vô lý. Khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Cô lái Zeta thì không sao, nhưng cậu ta mà lái Aston Martin thì đúng thật là buồn cười. Tôi đoán nữ người phụ nữ này cũng không phải thứ tốt lành gì, hẳn là cô ta cũng ham hư vinh nên mới cố ý giúp người đàn ông của cô ta chém gió kiểu này thôi. Dương Quan Quan có hơi nổi điên, cô ta lạnh lùng nói, anh ta không phải là người đàn ông của tôi, anh ta là ông chủ của tôi. Ông chủ, vẫn còn giả vờ có đúng không? Ánh mắt mà cô nhìn ông chủ liệu có yêu thích đến mức đấy không? Thứ cho tôi nói thật, tôi thực sự chưa từng nhìn thấy ai như thế bao giờ. Ha ha ha, đúng đấy, nhìn xem ánh mắt lẳng lơ của cô khi nhìn cậu ta đi, còn ở đây giả vờ làm nhân viên với trả cấp dưới à? Sao lại đỏ mặt thế, bị vạch trần rồi chứ gì, không giả vờ được nữa rồi chứ gì? Mặt của Dương Quan Quan quả thực đã chuyển sang màu đỏ, cô ta đã bị mấy người này nói cho đỏ cả mặt rồi. Cô ta nhất thời có chút lúng túng và hoang mang, ánh mắt mà mình nhìn Tề Đẳng Nhàn thực sự có đem theo sự yêu thích à? Ngay cả Tề Đẳng Nhàn cũng không khỏi ngẩn người, Dương Quan Quan nhìn mình như thế thật à? Không phải cái đồ nhát gan này thích lén lút làm mặt hề với mình và bóc phốt mình là kẻ háo sắc hay sao? Cô ta sẽ dùng ánh mắt yêu thích để nhìn một kẻ háo sắc à? Đừng phí lời với đám người này nữa, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói. Ừ. Dương Quan Quan đỏ mặt và âm thầm gật đầu. Tề Đẳng Nhàn nói, vốn định mua lấy mười mấy chiếc Mercedes-Benz về cho công ty dùng, không ngờ rằng nhân viên của đại lý xe hơi lại có chất lượng như vậy, tôi thấy hay là chúng ta đổi sang một đại lý khác đi. Dương Quan Quan nói, được. Sau khi nghe xong những lời này, Từ Dương không nhịn được mà lên giọng chế giễu, mua hơn chục chiếc Mercedes-Benz về cho công ty dùng. Ha ha, mày đang đùa tao đấy à? Coi như để tao được mở mang kiến thức rằng người như thế nào được gọi là kẻ không biết xấu hổ, mày đúng là thiên hạ vô địch mà. Ha 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 ha, mua mười mấy chiếc Mercedes-Benz về cho công ty dùng, đây là lời nói đùa buồn cười nhất mà tôi được nghe trong ngày hôm nay. Một lần mua những mười mấy chiếc Mercedes-Benz về cho công ty dùng. Cho hỏi công ty của anh được Bill Gates hay Steve Jobs đầu tư thế ạ? Chắc không phải là mua mười mấy chiếc Mercedes-Benz mô hình để đem về nhà trưng bày đâu ha. Người này thật là buồn cười mà, chẳng khác nào một tên não tàn. Lúc thì nói Aston Martin 177, lúc thì lại nói muốn mua mười mấy chiếc Mercedes-Benz. Người nghèo bây giờ đều thích giả vờ làm người giàu có à? Mọi người đều cười phá lên cùng với Từ Dương, ai nấy đều chỉ trỏ trỏ vào Tề Đẳng Nhàn. Ngay cả một số người qua đường cũng bị thu hút,
sau khi nghe xong những lời mà bọn họ nói thì cũng đi đến hóng hớt. Nghe thấy chưa, có kẻ tinh tướng và nói rằng muốn mua một lượt mười mấy chiếc Mercedes-Benz về cho công ty dùng đó. Thật là giỏi làm màu mà. Người phụ nữ kia cũng không biết nghĩ cái gì mà lại tìm một tên đàn ông giỏi chém gió như thế, không sợ mất mặt à? Đúng đấy, có một gương mặt xinh đẹp như thế mà sao lại cứ phải tìm một tên giỏi khoác lác làm người yêu chứ? Những người qua đường cũng không ngừng châm chọc hai người, cảm thấy chuyện này thật là thú vị, dù sao thì những kẻ tinh tướng như thế này cũng rất hiếm thấy. Mọi người cảm thấy anh ta có giống người có thể lái chiếc xe Aston Martin 177 không? Nếu như anh ta có thể lái loại xe đó thì ngày mai tôi cũng có thể mua được một chiếc Bugatti. Ông chủ của đại lý xe hơi bật cười. Là ông nói đấy nhé. Được thôi, lát nữa tôi sẽ đỗ xe chắn trước cửa lớn của các người, có gan thì các người thử đụng vào xe tôi một cái xem. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy và nói. Nói xong, hắn trực tiếp móc điện thoại ra và gọi điện thoại cho Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển còn đang ngủ say, sau khi bị đánh thức thì cảm thấy vô cùng không vui. Cô ta nói, làm cái gì thế hả? Người ta đang ngủ mà, sáng sớm anh không cho ngủ mà ban ngày cũng không cho ngủ nữa hả? Nghe thấy giọng nói mềm mại và quyến rũ của Lý Vân Uyển, Tề Đẳng Nhàn ở đầu dây bên này cũng không khỏi cảm thấy có hơi tê dại. Đừng ngủ nữa, mau dậy đi, lái chiếc xe. Aston Martin trong gara của tôi đến đại lý Mercedes-Benz ở phố xe hơi đi, ông đây muốn chắn cửa của bọn họ. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Hả? Xe sang chắn cửa, chuyện này thú vị thật đấy, tôi đến ngay đây. Lý Vân Uyển nghe thấy thế thì ngay lập tức trở nên có sức sống. Trong tính cách của cô ta có khá nhiều gen chỉ sợ thế giới không loạn, sau khi nghe được chuyện vui như vậy, cô ta ngay lập tức cảm thấy không còn buồn ngủ nữa. Mọi người nghe xem, lát nữa tên ngốc này sẽ mang xe Aston Martin đến chắn cửa của chúng tôi. Ông chủ đại lý xe kêu ầm lên. Người có xuất thân như Từ Dương tao đây cũng không mua nổi chiếc siêu xe như vậy, hôm nay tao thực sự rất muốn xem chiếc Aston Martin của mày trông như thế nào. Từ Dương cũng cười khẩy và nói. Đám đông cũng cười hùa theo, chắc không phải lát nữa hắn sẽ mang một chiếc xe mô hình đến chắn cửa đâu ha. Như thế thì thật là khôi hài quá rồi. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, đi thôi, đến đại lý Audi bên cạnh đi, không mua mấy chiếc Mercedes-Benz ngu ngốc này nữa. Dương Quan Quan vội vàng đi theo Tề Đẳng Nhàn. Ấy ấy, xe Aston Martin chắn cửa mới nói ban nãy đâu rồi? Ông chủ đại lý xe hơi không kìm được mà lên tiếng rêu rao. Chờ đó đi, Tề Đẳng Nhàn nhìn ông ta một cái và lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.